Cô gái nghèo đem lòng yêu nhà sư. Có một hôm mùa hè nóng bức, Đại Đức Hữu Sự đi đường xa. Lúc trở về kỳ viên tịnh xá, ánh nắng gay gắt như đốt cháy thịt da, khiến Đại Đức khát nước, khô cổ, mồ hôi nhễ nhại. Vừa lúc ấy, một thiếu nữ đang xách nước xuất hiện như một cứu tinh. Quá vui mừng, Đại Đức đến gần và lên tiếng. Này tín nữ, bần đạo đi đường xa nên khát nước, nếu không thấy phiền, xin tín nữ vui lòng cho bần đạo ít nước giải khát. Nghe lời nói vô cùng lịch sự, tao nhã, thiếu nữ ngước lên nhìn, nàng giật mình mất bình tĩnh, vừa bước lui vừa nói. Thưa Đại Đức, tôi không dám dâng nước cho Đại Đức đâu. Đại Đức cũng không nên uống nước này, vì Đại Đức là dòng dõi quý tộc, còn tôi là dòng nô lệ thấp hèn. Tín nữ không nên nghĩ như vậy. Bần đạo là người vô giai cấp. Bần đạo là thích tử sa môn, chứ không phải vua chúa, bà la môn, thương gia hay lao động, mà chỉ là một con người như tín nữ vậy thôi. Tôi chỉ sợ làm hoang ố đến Đại Đức, vì Đại Đức nhận nước từ tay người khác giai cấp, mà kẻ ấy lại là tôi, một giai cấp hèn hạ, nô tỳ, và chính cá nhân tôi cũng bị đắc tội. Chứ thật ra tôi đâu tiếc rẻ gì với Đại Đức. Nàng trả lời với giọng nghẹn ngào xúc động. Tín nữ này, sự hoang ố và tội lỗi không bao giờ có nơi người nặng lòng từ bi và nhiều nhân ái. Sự hoang ố và tội lỗi chỉ có trong hành vi bất thiện. Như vấn đề này, bần đạo là người xin nước, còn tín nữ là người thí nước. Tất cả đều là hành động đạo lý, mà hành động đạo lý thì không thể bị hoang ố và có tội. Trái lại, nó là chất nước trong sạch để tẩy rửa những vật dơ bẩn. Nàng cảm thấy thấm thía ngọt ngào qua lời nói vừa thành thật vừa hữu lý của Đại Đức. Đấy là lần đầu tiên trong đời bất hạnh của nàng mới được nghe. Nhất là lời nói đó lại xuất phát từ con người mà đời cho là thượng lưu quý tộc. Bàn tay dịu dàng, trình trọng đổ nước vào bát Đại Đức trong tư thế quỳ một chân, còn Đại Đức thì đứng cúi xuống nhận nước và uống một cách ngon lành. Nàng ngước nhìn Đại Đức uống nước mà niềm vui tràn ngập cả tâm hồn. Uống xong, Đại Đức chúc phúc. Cầu cho tín nữ được nhiều hạnh phúc. Nàng nghiêng thùng nước và mời. Bạch Đại Đức, xin Đại Đức uống thêm cho thật hết khát. Vừa đủ rồi, tín nữ ạ. Bạch Đại Đức, làm sao tôi có hân hạnh được biết quý danh của Đại Đức? Tín nữ có từng nghe Ananda, thị giả của Đức Phật bao giờ chưa? Dạ có. Có từng thấy mặt không? Dạ không. Chính tín nữ đang tiếp chuyện với Ananda. Nàng bàng hoàng và vui sướng ngập lòng. Quả thật, nàng chưa bao giờ dám mơ ước được thấy mặt con người bằng xương bằng thịt, huống chi được hầu chuyện cùng Đại Đức thị giả của Đức Thế Tôn. Hào quang của sự sung sướng tỏa chiếu ra ngoài sắc mặt và ánh mắt. Nàng nói thật nhẹ, giọng nói hơi run. Bạch Đại Đức, thật là một diệm phúc lớn lao cho tôi được gặp Đại Đức. Người có giới hạnh, có danh vị mà tôi cứ tưởng là mình đang nằm mộng. Đại Đức Ananda từ giã nàng và về kỳ viên tịnh xá. Được một đôi đường, Đại Đức nghe tiếng chân người phía sau, bèn quay lại nhìn thì thấy thiếu nữ ban nãy. Đinh ninh nhà cô ta ở cùng đường, nên Đại Đức cứ tiếp tục đi, không nghi ngờ gì cả. Nhưng khi đến gần cổng chùa không còn ngã rẽ, Đại Đức quay nhìn lại, vẫn thấy nàng lẻo đẻo theo sau, cặp mắt đắm đuối nhìn mình. Bèn dừng bước chờ nàng đến gần và hỏi. Tín nữ đi về đâu? Dạ, tôi đi về chùa Kỳ Viên. Tín nữ vào đó để làm gì? Để được gặp Đại Đức và trò chuyện với Đại Đức. Tín nữ không nên vào đây nếu như không có lý do chính đáng, vì đây là chỗ ở của chư Tăng. Tốt hơn, tín nữ nên về nhà.
tôi không về nhà nữa. Tôi thưa Đại Đức, đời tôi chưa bao giờ gặp ai khả kính, khả ái như Đại Đức. Thật tội cho tín nữ. Tại sao tín nữ lại thương một người như Bần Đạo, trong khi tình yêu thương của Bần Đạo đã hiến dâng trọn vẹn cho Đức Tôn Sư rồi? Thú thật với tín nữ, trái tim Bần Đạo không còn khoảng trống. Bần Đạo cũng không thể chấp nhận tín nữ như người giúp việc, vì điều này Đức Tôn Sư đã cấm chỉ. Bần Đạo thông cảm nỗi lòng tín nữ, sao Bần Đạo không thể vượt ra ngoài khuôn khổ luật định? Tín nữ hãy về đi, không khéo chư vị tỳ kheo Sa Di thấy được thì họ sẽ chê trách Bần Đạo. Vả lại nơi đây rất gần Hương Thức, Đức Bổn Sư, tín nữ hãy nên tự trọng. Đêm ấy, nàng Kokila trằn trọc, thao thức suốt canh trường, mở mắt thì nóng rát, mệt mỏi, nhắm mắt thì hình ảnh Đại Đức Ananda hiện lên như thiên thần bất tử. Giác quan thứ sáu của nàng gần như không còn đối tượng, ngoại trừ hình ảnh của Đại Đức Ananda. Nàng tâm niệm tên Đại Đức liên tục không gián đoạn, như một tín đồ ngoan đạo niệm hồng danh Đức Bổn Sư. Thỉnh thoảng, hình ảnh từ bi thanh tịnh của Đức Bổn Sư hiện lên trong tiềm thức và nàng cũng cảm thấy yên tịnh đôi phần. Nàng cũng có cảm giác của khách lữ hành giữa trưa hè nắng gắt được núp dưới bóng tàn cây. Nhưng cuối cùng, hình ảnh từ bi thanh tịnh của Đức Phật mờ dần, nhường cho hình ảnh khả ái của Đại Đức Ananda ngự trị. Tội nghiệp, nàng hoàn toàn bất lực trước trận giặc tình, nên đã tự mâu thuẫn với nỗi niềm riêng. Tiếng gà đã gáy sang canh, tiếng gáy thúc giục liên hồi báo hiệu bình minh mới. Gió mại thổi hơi sương luồn qua cửa sổ, khiến nàng cảm thấy phấn khởi và tỉnh táo. Nàng đứng lên, cởi bỏ áo choàng, chuẩn bị thức ăn sáng cho chủ. Mặc dù bận rộn, nàng vẫn không quên được hình bóng của Đại Đức Ananda. Nàng thầm van vái thần linh xui khiến cho Đại Đức sáng nay đi khất thực ngang qua nhà nàng đang ở. Nắng mai khiến nàng dễ chịu. Làm xong bổn phận, nàng ra đứng trước cửa, cặp mắt mơ màng nhìn xa xăm. Bỗng nàng trông thấy một vị tỳ kheo ni tay ôm bình bát, mình mặc áo cà sa, đang đi khất thực và tiến tới nhà nàng. Một ý nghĩ khác thường thoáng hiện lên trong tâm thức, khiến nàng sung sướng như bắt được vàng. Tỳ kheo ni, ta sẽ xuất gia làm tỳ kheo ni, sẽ được ở gần kỳ viên tịnh xá, sẽ có cơ hội gặp gỡ và chuyện trò với người thương. Quyết định xong, nàng xin nghỉ việc, đến chùa bái kiến Đức Thế Tôn và xin xuất gia. Đức Thế Tôn thấy rõ thiện duyên thánh quả của nàng, nên ngài hoan hỷ chấp thuận và cho ở chung với ni chúng gần kỳ viên tịnh xá. Sau khi xuất gia, tân ni cô tích cực học tập, lầu thông kinh luật, hạnh kiểm trang nghiêm, thu thúc lục căn, sống hòa mình và có kỷ cương, rất đẹp lòng ni chúng. Yếu tố giúp nàng thành công trong nếp sống phạm hạnh là đức tính trầm lặng. Mặc dù tình tiến vượt bậc, nhưng nàng cũng không tránh khỏi xao xuyến khi Đại Đức Ananda đến dạy đạo tại Ni Viện mỗi buổi chiều. Có một lần, nàng được nghe Đức Bổn Sư thuyết pháp về phiền não là tham ái, sân hận và si mê. Ngài dạy, cả ba thứ phiền não đều thiêu đốt chúng sanh thượng trực, nhất là hạng chúng sanh chịu dưới quyền sai sự của nó. Nhưng tính chất khinh trọng khác nhau, tham ái tội nhẹ khó diệt, sân hận tội nặng dễ trừ, si mê vừa nặng tội vừa khó dứt. Người xuất gia, mặc dù cuộc sống xa cách tham ái, nhưng nếu tâm hồn còn bị sai sử, thì con đường giải thoát vẫn còn ngưng trệ. Ví như khúc gỗ tươi, dù để nơi khô ráo, cũng không phải là nhiên liệu phát hỏa. Nghe xong bài pháp, nàng lãnh hội trọn vẹn và cảm nhận sâu xa. Nàng tự thẹn vì thấy mục đích xuất gia của mình không phải để tẩy trừ phiền não
hoặc để liễu ngộ niết bàn, mà chỉ vì muốn được gần gũi với người mình thương. Quả thật, mình đã hành động liều lĩnh, thiếu sáng suốt, vì như thế có khác nào để dầu gần lửa, tránh sao cho khỏi bốc cháy một sớm một chiều. Một hôm, nàng đưa một cô ni đến gặp Đại Đức. Vốn bụng tánh nhã nhặn, lịch sự, Đại Đức tiếp nàng rất niềm nở đạo tình. Nàng sung sướng và vui mừng khôn xiết. Nàng cảm thấy cuộc đời sáng tươi, đáng yêu và đáng sống. Tâm trạng nàng như hoa xuân đang nở rộ, như lúa trổ gặp mưa. Nhưng trước khi nàng xa về, Đại Đức nhắc khéo. Này cô, từ nay nếu không có lý do chính đáng thì cô đừng nên đến đây. Còn nếu có điều chi thắc mắc liên quan đến giáo lý thì nên hỏi khi tôi đến dạy đạo tại quý viện. Đêm ấy nàng đã khóc rất nhiều, có lẽ nước mắt đã chảy ra suốt đêm trường. Nàng cảm thấy vừa buồn khổ, vừa tủi hờn, vừa đau đớn. Sự đau khổ trào dâng, nàng uất nghẹn nói một mình đứt quãng. Phải mà, ông ta có bao giờ nghĩ đến mình đâu. Lòng dạ gì mà sắt như đá. Một ni cô ngủ gần, nghe tiếng nấc giữa đêm khuya, bèn lật đật đến hỏi. Cô Kỳ La à, có sao không? À, không có sao, Sumitra. Tôi vừa trải qua cơn ác mộng khủng khiếp. Thành thật cảm ơn Sumitra đã thương tình lo lắng cho tôi. Đức Phật dạy, người rải lòng từ bi sẽ không nằm thấy ác mộng. Cô Kỳ La có đọc từ bi quán trước khi ngủ không? À, vậy là trước khi ngủ phải rải lòng từ bi thì sẽ không nằm mơ thấy ác mộng phải không? Phải. Đêm nay trước khi ngủ tôi đã quên không đọc từ bi quán. Tôi thành thật xin lỗi vì đã vô tình làm kinh động giấc ngủ của Sumitra. Sau khi Sumitra đi rồi, cô Kỳ La nghĩ đến thân phận bèo bọt của mình. Quả thật, đời nàng là một chuỗi dài bất hạnh. Lúc chưa xuất gia thì nàng là một kẻ nô tỳ bằng thể xác. Đến khi được xuất gia thì lại nô lệ bằng tâm hồn. Thật vậy, người bị mắc bẫy tình thì tha nhân không cửa được mà phải tự lực giải thoát. Nàng chợp mắt trong tình trạng uể oải, mỏi mòn khi trời gần sáng. Một buổi sáng, thợ săn Coca vào rừng với cung tên và bầy chó săn. Anh ta đi từ nhà vào rừng. Vừa đến bìa rừng thì gặp một vị sư từ trong rừng đi ra làng để khất thực. Không may buổi sáng hôm đó, anh thợ săn không tìm được con mồi nào. Anh nghĩ là vì gặp vị sư nên mới bị xui xẻo như vậy. Buổi trưa trên đường trở về nhà, anh thợ săn lại gặp vị sư hồi sáng đang đi về tịnh xá của mình trong cánh rừng. Anh thợ săn tức giận, xua chó cắn vị sư. Ngài hoảng quá, vội trèo lên cây. Bầy chó vây quanh dưới gốc, thợ săn cai cú nói với lên. Đừng tưởng thoát khỏi nanh vuốt của ta nhé. Rồi hắn lấy cây đâm vào chân vị sư. Ngài van xin nhưng hắn mặc kệ, cứ đâm hết nhát này rồi nhát kia. Ngài kéo chân đó lên và thò chân kia xuống, hắn lại đâm tiếp. Ngài lại kéo chân kia lên. Ngài quá đau nhức, như thể ngồi trên ngọn giáo, đến nỗi không còn chú ý đến chuyện gì hết. Chiếc y ngoài rơi xuống mà ngài chẳng hay, và chiếc y chụp xuống đầu thợ săn trùm đến chân. Bầy chó tưởng là vị sư rớt trên cây xuống, chúng nhào lại cắn anh thợ săn cho đến chết. Lúc ấy vị sư bẻ một cành cây khô ném xuống. Thấy vị sư, chúng mới biết là mình đã cắn chủ của mình chết, liền cong lưng chạy vào rừng. Vị sư bất an khi thấy anh thợ săn mất mạng vì chiếc y của mình. Ngài trở về kể đầu đuôi câu chuyện cho Phật nghe và hỏi Phật mình vô tội hay có tội, còn là tu sĩ hay không? Đức Phật trả lời, Tỳ kheo, sự vô tội của ông vẫn nguyên vẹn, ông vẫn là một tu sĩ. Người nào xúc phạm đến người vô tội sẽ bị quả báo đau khổ.
câu chuyện người đồ tể giết heo. Cung gia sinh sống bằng nghề mổ lợn trong suốt 55 năm và được mệnh danh là tay đồ tể dạng dày kinh nghiệm. Thoáng nhìn qua con heo là ông biết ngay nó khoảng bao nhiêu ký, mắc bệnh hay khỏe mạnh, thịt nạc nhiều hay thịt mỡ nhiều vân vân. Ông dành một khoảng đất trống khá rộng phía sau nhà, rào chắn cẩn thận, thả heo vào đó và nuôi chúng bằng đủ loại thức ăn, kể cả chất thải của con người. Khi nào muốn giết lợn, ông buộc chặt con heo vào một cột trụ, dùng một khúc cây quất nó cho da thịt phồng lên và mềm ra. Sau đó ông banh miệng heo, nhét vào đó một cái nêm và đổ nước sôi vào. Nước sôi sẽ vào bụng heo, ngấm vào ruột non, ruột già, làm lỏng phân và tống các chất cặn bã theo đường hậu môn ra ngoài. Bao lâu nước thải còn đục là ông còn tiếp tục đổ nước sôi vào miệng heo. Làm như vậy cho đến khi nào nước trong bụng heo thải ra trong sạch mới thôi. Phần nước sôi còn lại ông đem đổ trên lưng heo, cho bong hết lớp da đen đúa, rồi dùng một bó đuốc thui cháy hết lông, cắt đầu, lấy máu trét khắp thân heo. Sau đó quay nó trên lửa cho thật chín, rồi cùng vợ con ngồi lại bên nhau đánh chén. Nếu thịt còn thừa thì ông đem ra chợ bán. Ông sinh sống như vậy trong suốt 55 năm mà không hề thân thiện hay quà cáp cho ai chút gì. Ngay cả Đức Phật ở tại một tịnh xá gần làng mà ông cũng không bao giờ lui tới hay cúng dường ngài một phốc gạo, một cành hoa. Ông sống keo kiệt, lầm lũi, chỉ biết đến vợ con và gia đình mình. Rồi một hôm, ông bị căn bệnh hiểm nghèo ập đến, giày vò hành hạ ông cả ngày lẫn đêm. Ông chỉ cầu mong sao cho sớm trút hơi thở cuối cùng, nhưng không được. Ông đau đớn quằn quại và lửa dữ cứ phừng phừng, hừng hực trước mắt ông. Ông cảm thấy đầu óc bị quay cuồng bởi những tiếng kêu la thất thanh, en ép, tay chân tê buốt như bị trói chặt, ruột gan nóng rát như bị thiêu đốt và đứt ra từng đoạn. Ông lăn lộn, vật vã, tru réo, rồi bỗng dưng ông chồm dậy, trợn mắt, nhe răng, gầm gừ, chắp nuốt như con heo và bò đi lởm ngởm siêu vẹo khắp nhà. Chốc chốc ông lại húc đầu vào tường và kêu lên the thé như tiếng heo sắp tắt thở. Người nhà cố giữ ông lại, kẻ thì bịt miệng, người thì cột tay chân, và bây giờ trông ông giống như một con heo bị trói nằm trên sàn. Vừa thương vừa sợ, vừa cảm thấy tội nghiệp cho cha ông của mình, con cháu trong nhà luôn phiên túc trực, đóng cửa cài then, canh phòng nghiêm mật để cho ông được tự do bò tới bò lui trong nhà và mặc sức gầm gừ tru tréo. Đến ngày thứ bảy, ông lăn đùng ra chết và bị đọa vào địa ngục A Tỳ. Một số sa môn trên đường khất thực, ngày ngày đi ngang qua nhà Cung Đa, thấy cửa ngõ kín mít, nhưng trong nhà thì ồn ào với tiếng heo kêu en ép, bèn đến gặp Đức Thế Tôn và thưa rằng: Bạch Thế Tôn, trong 7 ngày qua, cửa ngõ căn nhà của đồ tể Cung Đa đóng kín mít, nhưng trong nhà họ vẫn tiếp tục mổ heo, chắc ông ta sắp mở tiệc lớn. Bạch Thế Tôn, biết bao nhiêu heo đã bị giết chết, rõ ràng là ông ta không có một chút thiện tâm, nhân ái gì cả, chưa thấy ai giả mang tàn ác như ông ấy. Này các tỳ kheo, Đức Thế Tôn nói: Nhân nào thì quả nấy, sự trừng phạt nào cũng phù hợp với hành động quá khứ của mỗi người. Ngay khi còn sống, Cung Đa cũng đã bị thiêu đốt bởi ngọn lửa hung tàn của nghiệp lực. Do vậy mà ông phải bò tới bò lui siêu siêu vẹo vẹo, té lên té xuống và gầm gừ rên rỉ giống như heo trong 7 ngày liền. Hôm nay, ông ấy giả từ dương thế thì lại bị đọa vào địa ngục A Tỳ. Bạch Thế Tôn, các sa môn nói: Cung Đa đã bị đau khổ ở đời này, khi tái sinh ở nơi khác cũng bị đau khổ nữa sao? Đúng vậy, này các tỳ kheo, những ai buông lung phóng dật, keo kiệt, ác tâm, tu sĩ hay cư sĩ cũng bị điêu linh khốn khổ ở hai nơi như nhau. Ngài đọc kệ:
Nay buồn đời sau buồn, làm ác hai đời buồn, hắn u buồn tàn tạ, thấy ác nghiệp mình luôn. Câu chuyện cò và cua. Một hôm, Phật thuyết pháp cho vua Bình Sa Vương, A Xà Thế và một số trẻ em trong hoàng cung. Ngài nói, dùng mưu mô xảo trá để mưu đồ một việc gì không bao giờ thành công. Ác nghiệp, bạo tàn chỉ đem lại kết quả thảm khốc. Hôm nay, ta sẽ kể câu chuyện đã xảy ra hàng ngàn kiếp trước. Câu chuyện về con cò, con cua và những con cá. Trong một tiền thân xưa kia, ta là một vị thần ở cổ đại thụ. Cổ đại thụ mọc trên một khoảng đất, hai bên có hai cái đầm, một cái nhỏ xấu, một cái lớn trông rất ngoạn mục. Trong cái đầm nhỏ có rất nhiều cá, đầm lớn sen mọc che kín mặt nước. Gặp một năm, trời làm tiêu khô, hạn hán, đầm nhỏ nước cạn gần hết. Trái lại, cái đầm lớn có sen phủ, không bị cạn, nước lúc nào cũng mát rượi. Tình cờ, một con cò đi ngang qua đó, nhìn thấy trong đầm nhỏ cá nhiều vô kể. Nó đứng lại, co một chân lên suy nghĩ. Cá nhiều thế này, tuyệt quá, nhưng giống này lanh lắm, đụng vào chúng sẽ lủi bằng hết. Vị tất đã bắt được con nào, ta không nên kinh động, phải lập mưu mà tỉa dần. Nhưng nghĩ cũng ái ngại cho chúng, chen chúc nhau trong bùn nóng, nếu chúng được sang đầm bên kia, chúng được vẫy vùng thì sung sướng lắm. Trong đàn cá, có một con thấy cò dáng điệu kỳ khôi, có một giò đứng hàng giờ không nhúc nhích, như một tu sĩ quán thiền nhập định, bèn hỏi. Tôn ông chắc có điều gì thắc mắc mà trầm tư mặc tưởng lâu thế? Đúng thế em ạ, nhìn thấy các em, anh không khỏi mũi lòng, nghĩ thân phận của các em anh rất lo và ái ngại. Tại sao tôn ông nói lo và ái ngại cho chúng em? Cò nói, các em không thấy sao, nước cạn đã nhiều, nếu trời cứ nắng như thế này, chẳng mấy lúc nước cạn hết, lúc đó các em sẽ ra sao? Các em không nghĩ đến điều đó à? Các em sẽ chết khô hết, nghĩ thế nên ta không cầm nổi nước mắt. Đàn cá nghe cò nói, quẳng cả lên, đứng khấu đầu trước vị cứu tinh, năn nỉ. Tôn ông ơi, tôn ông có mưu trước gì tế độ, giúp chúng em thoát khỏi cảnh hiểm nghèo này không? Cò làm bộ nét mặt rầu rầu, vờ đứng suy nghĩ một chút, rồi chậm rãi nói. Anh suy nghĩ đã nhiều, chỉ có một kế rất hay, có thể cứu các em trong tình trạng nguy ngập này. Đàn cá chen lấn nhau, lắng tai, cố nghe rõ. Cò nói, ở gần đây có một cái đầm tuyệt đẹp, rộng lớn hơn cái này rất nhiều, sen mọc phủ đầy đầm, nước vì thế không bao giờ cạn. Các em di cư sang ở bên đó, anh lấy mỏ gấp từng em một chuyển sang, chỉ có cách đó mới có thể thoát được cảnh hiểm nghèo thập phần nguy ngập này. Đàn cá nhiệt liệt hoan hô tán thưởng, bỗng có một con cua la lớn. Thật từ thuở lọt lòng mẹ tôi ra đến giờ, chưa bao giờ thấy có chuyện kỳ khôi như thế này. Đàn cá nhao nhao lên chất vấn con cua. Chú mày lạ cái gì, lạ làm sao? Cua trả lời, từ khai thiên lập địa đến giờ, có thuở nào cò thương hại bọn cá, cua chúng mình? Chỉ khi nào nó đói, nó mới mò mẫm hỏi thăm anh em mình. Cò làm ra bộ nhân đức nghĩa hiệp xen vào. Chú cua ơi, lời nói của chú thất đức, tội quá, chú gieo rắc sự nghi kỵ để cả bọn này chết thảm, chết nhục hay sao? Anh chỉ tâm niệm cố làm sao cứu được các em trong lúc này là anh sung sướng, anh không có tà tâm ác ý nào cả. Quay về đàn cá, cò nói, lòng anh trong trắng, các em không nên nghi kỵ phụ lòng. Muốn rõ hư thực, hãy chỉ định một em, anh quắp sang bên kia chơi ít lâu rồi anh lại quắp về. Em đó sẽ tường thuật lại, các em sẽ rõ lời của anh nói, việc anh làm có đúng không? Đàn cá tán thưởng ý kiến đó, đề cử một chú cá già mắt kèm nhèm, cho là chú này khôn ngoan, cử đi công cán để thăm dò đường đất. Cò lấy mỏ quắp chú cá sang đầm bên kia thả xuống. Chú cá già tha hồ tung tăng vùng vẫy thỏa thê. Khi ủy viên công cán trở về với đồng bọn,
Nó ca ngợi cò hết lời, tường thuật đầm bên kia thật là bồng lai tiên cảnh. Tất cả đàn cá nghe nói thích quá, suy tôn cò là vị cứu tinh, nhào nhào xin cò hoan hỷ, chuyển vận di cư sang ngay bên đó. Cò nói, anh xin hết lòng phục vụ các em, anh sẽ chuyển các em sang dần. Chú cá già được cò quắp mỏ đi tiên phong. Lần này, cò có đem chú cá già sang đầm sen đâu. Cò đem chú đặt lên trên chảng ba của cây cổ thụ, rỉ hết thịt ăn, còn xương vứt xuống dưới gốc cây. Ăn thịt cá già xong, cò quay về đàn cá. Nào, em nào muốn đi với anh ngay bây giờ? Tất cả đàn cá nóng lòng muốn biết cảnh non bồng tranh nhau đi. Cò tha hồ lựa chọn, con nào vừa mắt đem đi ăn cho thỏa thích. Dần dần cả đàn cá, con lớn con nhỏ, con già, con trẻ, được định cư vào bụng cò tất cả. Đầm chỉ còn sót lại một con cua. Cua vẫn thắc mắc nghi ngờ sự mang trá, thủ đoạn của cò. Nó nghĩ, ta nghi quá, đàn cá được sang bên kia đầm sen thật là vô lý. Không khéo cả đàn, cả lũ chui hết vào bụng cò gian hùng. Ở đây đất hẹp nước cạn, ta cũng cần phải di chuyển đi nơi khác. Nhưng có đi, ta cũng phải tính toán kỹ càng. Phòng cò có manh tâm phản phúc, ta phải có cách đối phó kịp thời. Mình mà có chết thì nó cũng khó bảo toàn được tính mạng. Cò lại gần cua vồn vã mơn trớn. Bây giờ đến lượt chú mày, anh đưa chú mày sang bên đó. Cua hỏi, thế anh đưa em sang bằng cách nào? Cò nói, ô hay, thì cũng như các em khác, anh quắp vào mỏ, chứ bằng cách nào nữa. Cua nói, em nghĩ như thế không được anh ạ, cái áo vỏ của em nó cứng ngắc mà trơn lắm, anh quắp em sẽ bị tuột mất. Nếu anh cho em bám vào cổ của anh, em cố lựa không để cho anh đau đâu. Như thế có lẽ bảo đảm hơn, chắc chắn hơn. Cò nghe nói có lý, gật đầu ưng thuận. Cò đem cua đi, đến chảng ba của cây cổ thụ, nó dừng lại. Cua liền hỏi, sao lại dừng ở chỗ này anh cò? Anh mỏi chân rồi à? Hai cái đầm cũng chẳng cách xa nhau mấy. Em ơi, ai dại dột gì mà đi chở mướn cho bọn bay? Tao đâu có phải là đầy tớ của bọn mày. Tao chỉ muốn chở bọn mày tới đây để ăn thịt từng đứa mà thôi. Xem kìa, mày có thấy đống xương cá cao nghịu dưới gốc cây không? Mày cũng sẽ chấm dứt cuộc đời của mày nơi đó. Anh cò ác độc ơi, tụi tôm cá đó dại dột quá nên mới bị anh lừa dối và ăn thịt. Nhưng em thì anh đừng có hòng mà ăn thịt được. Anh hãy mang em về dưới hồ đi, nếu không em sẽ kẹp đứt cổ của anh cho mà xem. Nói xong, cua bắt đầu siết những gọng kìm của cua trên cổ cò. Cò bị đau quá, nước mắt giàn giụa, thổn thức. Em cua ơi, anh đau quá, anh không hại em đâu, anh sẽ đưa em sang đầm sen. Cua nói truyền lệnh, đi mau. Cò lủi thủi sang đầm sen, vương cổ đặt ngang mặt nước để cho cua xuống. Nhưng cua dùng hết sức hai càng siết chặt, cứ cổ cò đứt làm đôi. Vị thần ở cổ đại thụ được mục kích nói, cua làm thế phải lắm, ác giả ác báo, đừng mưu mô xảo trá, để mưu đồ vị kỷ, không bao giờ thành công. Ác nghiệt bạo tàn chỉ đem lại kết quả thảm khốc, con cò gian manh lại gặp phải con cua mưu trí. Đức Phật kết thúc thời pháp, Ngài nói, ở đời, ăn ở hiền lành thì sẽ được người hiền lành giúp đỡ. Ăn ở độc ác, sớm muộn gì cũng lâm vào cảnh thảm thương. Câu chuyện vợ chồng bị đá đè chết. Nghê Cửu là người quận Thanh Điền, tỉnh Chiết Giang. Tuy xuất thân từ một gia đình nghèo khổ, nhưng nhờ buôn bán gặp thời vận và nhờ biết tiện tặng nên chẳng bao lâu đã trở nên một người giàu có. Ông mồ côi cha từ nhỏ, mẹ phải đảm đương nếp sống gia đình thật chật vật, khó khăn. Bà đã từng làm thuê ở mướn cho một gia đình giàu có và phải ngậm đắng nuốt cay nuôi dưỡng ông trưởng thành nên người. Đáng lẽ Nghê Cửu hiện tại cuộc sống được đầy đủ, phải biết hiếu dưỡng mẹ già tóc đã hoa râm để báo đáp ân đức cao dày như trời cao đất rộng của mẹ hiền thì mới phải. Nhưng Nghê Cửu, sau khi cưới cô vợ trẻ đẹp về, nàng coi mẹ chồng không ra gì. Nàng cho rằng bà là người xuất thân từ hạng nô bộc,
làm công tôi tớ bị người sai xử, rất là bần tiện. Nghe Cửu nghe những lời nhỏ to xúc xỉm của vợ, bèn đem bà cụ cho ở sau trái nhà, xem mẹ như cái đinh nhọn trong mắt của mình. Hai người, cả chồng lẫn vợ, đều nghĩ rằng bà cụ vốn là người nô bộc hèn hạ, nên chỉ định bà phải làm những việc của kẻ hầu người hạ. Tất cả mọi việc trong nhà như quét tước, nấu nướng, lau chùi, dọn dẹp, vân vân. Nói chung, mọi việc từ lớn tới nhỏ, thảy đều giao phó cho một mình bà lão tóc đã bạc hoa râm đảm trách. Còn vợ chồng Ngê Cửu phè phẩn ngồi không hưởng lạc. Một hôm, nhà sửa soạn mở tiệc đại khách. Từ sáng sớm, vợ chồng Ngê Cửu thức giấc, đang còn nằm trên giường. Ngê Cửu từ trên giường gắt gỏng lớn tiếng, vừa gọi vừa quát mẹ ở phòng kế bên. Dậy đi, nhanh thức dậy, hôm nay nhà có tiệc, sao bà chưa chịu dậy? Tội nghiệp bà cụ, đang còn trong cơn ngủ say, nghe con gọi bảo thức dậy, bà chợt tỉnh trong cơn mơ mơ màng màng, hất tung mền ngồi dậy, đi xuống bếp nấu thức ăn. Sáng hôm đó trời âm u, giông bão nổi lên, tiếp theo là cơn mưa như thác đổ. Những tảng đá lớn trên núi gần đó bị mưa to gió lớn tróc ra và rơi bay xuống trúng nhằm ngay phòng ngủ nhà Ngê Cửu. Lập tức, nóc nhà bị ngã sập xuống và tảng đá to lớn đó đã đè chết vợ chồng Ngê Cửu. Mẹ Ngê Cửu vì đang nấu ăn phía sau nhà bếp nên được may mắn thoát chết. Người lối xóm nghe tin dữ này đều nhận xét. Đó là quả báo bất hiếu của vợ chồng Ngê Cửu, đủ chứng minh nhân nào quả nấy. Câu chuyện lòng hiếu của Mít. Mít là một cậu bé xinh xắn, nghèo nàn, đang vội vã băng qua những đường phố náo nhiệt về nhà. Đường phố thì ồn ào và đông đúc các loại xe hơi, xe buýt và khách bộ hành. Mùi thơm phảng phất đâu đây của món ăn đông phương bay trong bầu không khí buổi chiều. Cuối cùng, cậu đã đến chỗ có ánh sáng trắng chiếu trên tấm bảng. Người cho mượn tiền. Mít mở cửa ra, gặp ông chủ là người mập mạp, có khuôn mặt to và cái miệng tí xíu. Ông đang ngồi ở trên chiếc bàn giấy. Chào cậu bé. Kính chào bác ạ. Cháu cần việc gì? Mít hít một hơi thật dài. Cháu muốn nhờ bác giúp đỡ cho cháu mượn một số tiền. Tôi biết rồi. Ông đưa tay chà lên mặt với những chiếc nhẫn quý đeo nơi ngón tay mập bự. Cậu bé đặt tay vào trong túi áo dơ bẩn và mỏng manh của mình rồi nói. Cháu cần tiền thưa bác. Ông chủ cười. Tất cả chúng ta ai mà không cần tiền hỡi chú bé? Một số người cần tiền hơn những người khác thưa bác. Đúng, đó là sự thật. Nhưng tôi là một thương gia và nếu cho cháu mượn tiền, ít ra tôi phải nắm chắc cháu có thể trả lại số tiền ấy hay không. Thưa bác, cha cháu đã từ trần, hiện mẹ cháu đang đau nặng. Mỗi tuần cháu làm việc chỉ được có 10 đồng tiền công. Cháu phải đưa mẹ tới vùng núi để ăn dưỡng. Vì bác sĩ nói bà sẽ trở nên khá hơn khi sống ở trên đó. Cháu hứa sẽ cố gắng làm việc thật chăm chỉ và hoàn trả số tiền mà bác cho cháu mượn. Cháu sẽ trả lại rất mau bác ạ. Ông chủ nhìn cậu bé, cậu đang thở một cách nặng nề. Cậu khao khát và hồi hộp. Ông chủ cảm thấy thương hại cho đứa trẻ, nhưng sự buồn lo là điều không tốt đối với người doanh thương. Ngày qua ngày, những ý nghĩ đó đã là một trận đấu tranh sâu sắc trong lòng ông. Người ta đến văn phòng ông toàn là những người nghèo khổ, nghèo kinh khủng. Nhiều lần ông muốn cho và giúp đỡ họ, nhưng ông lại luôn luôn chống trả ý nghĩ này. Ông tự nhủ. Ta là người cho mượn tiền, không phải là người cho tiền không cho người khác. Cháu à, ta không thể giúp cháu được đâu. Mít nhìn ông và cặp mắt đẫm lệ. Cháu tên gì? Thưa bác, tên của cháu là Mít ạ. Thế Mít, cháu có ít tiền nào không? Dạ có, 10 đồng, cháu vừa mới lãnh lương xong. Mít, cháu có biết sổ số là gì không? Cháu có biết những tấm vé số ra sao không? Đây là một tấm vé số với các con số trên đó. Tuần sau sẽ sổ số. Nếu tấm vé số của cháu có những con số trúng, cháu sẽ lãnh được 500.000 đồng.
với tấm vé số này, hy vọng là cháu trúng tất cả số tiền ấy. Cháu sẽ hy vọng trúng, nhưng thưa bác, đó là một hy vọng mờ ảo. 10 đồng của cháu có nghĩa là sự sống hằng ngày. Nếu còn lại chỉ 5 đồng, cháu sẽ làm được gì đây? Nghĩ kỹ đi cậu bé, đó là một cơ hội tốt để giúp đỡ mẹ cháu. Nhưng cháu sẽ nói thế nào với mẹ khi cháu chỉ còn 5 đồng thôi? Mặt cậu bé tỏ vẻ lo lắng khi nghĩ về những câu hỏi khó khăn này. Cháu có thể nói rằng cháu đã đánh mất nó. Như vậy cháu phải nói dối với mẹ rồi. Cháu mất à, một người được nói láo, ngay cả đến người yêu của mình, nếu nguyên nhân là tốt, nếu đó là một lý do chính đáng. Mít trờ thấy hai tờ giấy bạc 5 đồng dơ bẩn trong túi của mình. Đây là công lao của việc làm suốt một tuần, thức ăn của cả một tuần. Đem đổi lấy một tấm giấy màu này. Bác cho cháu tấm vé số ấy. Ông chủ với bàn tay trắng mềm đưa qua chiếc bàn giấy, Mít có thể thấy những con số mà nó sẽ đem đến trong giấc mơ của cậu. 012639. Tờ giấy bạc 5 đồng được rút ra khỏi túi và thay vào đó là tấm vé số. Mít sống trong phần đất nghèo nàn nhất của tỉnh, chạy dài xuống phía dưới con sông. Những căn nhà được làm bằng loại thùng thiết đựng dầu và các loại thùng gỗ. Ở đó có những mùi thật khủng khiếp. Ba người đàn bà đang cãi lộn, hai người đàn ông đang chơi cờ phía dưới ngọn đèn dầu mờ nhạt. Một ông khác đang ăn ngấu nghiến trong khi một con chó cũng vừa chạy vào bóng tối mang theo mảnh thức ăn rớt từ cái đĩa của ông. Mít mở cửa nhà, mẹ cậu mỉm cười, gương mặt xinh đẹp của bà trước đây giờ đã trở nên gầy gò và trắng nhợt. Mít đấy à, con về hơi trễ đấy. Vâng, con đã đi trở lại nơi làm việc 2 lần. Tại sao vậy hả con? Con bị mất 5 đồng, có lẽ con đã đánh rớt nó ở đâu đó. Ồ Mít, bà sắp nói một cách giận tức với con, nhưng gương mặt trẻ trung của cậu lộ ra vẻ hoảng sợ. Mít là một đứa trẻ ngoan ngoãn, làm việc rất chăm chỉ mới kiếm được số tiền đó. Thôi được, chúng ta cố gắng sắp xếp việc nhà sao cho ổn thỏa là được. Con đến dùng cơm luôn đi. Mít ngồi ăn cơm trên chiếc hộp cũ mềm và nghĩ thầm. Ta sẽ không bao giờ nói láo với mẹ nữa. Buổi sáng, cậu giấu tấm vé số vào trong tấm hộp thiết đen nhỏ chứa đựng những bảo vật. Những bảo vật này gồm có một tấm hình của cậu chụp chung với một anh thủy thủ và một chiếc nhẫn mà cậu đã lượm được trên đường. Đó là chiếc nhẫn tuyệt đẹp, viên đá quý bên trong nó chiếu sáng lấp lánh khi đưa ra ánh sáng mặt trời. Đối với Mít, nó là một vật đẹp, món sở hữu quý báu nhất. Những ngày kế đó, cậu sống trong tình trạng lo âu bồn chồn, chờ đợi kỳ sổ số. Mỗi thứ ba đều có sổ số tại rạp hát. Nếu có vé số, bạn có thể đi vào đó dò xem. Cầm tờ vé số trong tay, Mít nhập vào đám đông đi vô rạp hát. Có 6 cái trống, thùng tròn, mỗi cái đều có những số trên đó. Một người đàn ông to lớn trong chiếc áo đỏ ra dấu và 6 cậu bé với trang phục màu xanh bước ra phía trước. Mỗi cậu đi đến một cái trống. 6 cậu bé này cầm hy vọng của hàng ngàn người. Ông to lớn ra dấu. Cậu bé thứ nhất quay cái trống. Trống được đà quay rất nhanh khiến không ai có thể nhìn thấy số được. Rồi nó đi chậm lại. 9, 8, 7, 6. Chậm hơn. 5, 4, 3, 2. Chậm nữa. 0. Và nó dừng lại. Đó là số đầu tiên trên tấm vé số của Mít. Rồi cậu bé thứ hai tiếp tục và nó ngưng ở số 1. Mít thì thầm cầu nguyện. Cậu bé thứ ba lại quay tiếp. Nó ngừng ở số 2. Còn 3 số nữa, mẹ mình sẽ sống trên núi suốt đời. Mít cầu nguyện chiếc trống thứ tư đã ngưng ở số 5. Cậu khóc lên và chạy ra khỏi rạp hòa vào phố xá. Chiều tối, cậu xem báo và đọc những số trúng. Cậu thấy không trúng gì hết, không có gì cả.
chiếc vé của cậu không còn giá trị nữa. Lúc đó, cậu quyết định bán chiếc nhẫn. Cậu nghĩ, ta có thể nhận 5-10 đồng hoặc 20 hay có lẽ 100 đồng với chiếc nhẫn này, hay có thể 1.000 đồng. Nó là chiếc nhẫn đẹp, chiếu lấp lánh như ánh lửa ngoài nắng. Một người nào đó có thể đánh lừa ta và trả giá rẻ hơn so với giá trị của nó. Ông chủ tiệm hẳn sẽ biết rõ về chiếc nhẫn này. Cậu bèn chạy đến cửa tiệm của người cho mượn tiền. Ông chủ đang đóng cửa tiệm, thì ngay khi ấy, cậu cũng bước tới. Chào cậu bé, ta hy vọng cháu đến đây với những tin tốt đẹp. Thưa bác, cháu chẳng được gì hết, ngay cả một số tiền nhỏ nhất, cháu không trúng gì cả. Cháu sẽ cố gắng làm việc và cháu sẽ làm việc cho đến khi nào dành dụm được 5.000 đồng để mua một mảnh đất nhỏ trên núi. Rồi cháu sẽ xây một căn nhà bằng đá cho mẹ cháu. Cháu sẽ làm việc trên cánh đồng ấy cho đến khi làm chủ nó. Mẹ cháu sẽ trở nên khỏe mạnh như cũ. Vậy bây giờ cháu muốn gì nữa? Thưa bác, cháu có một chiếc nhẫn mà cháu lượm được lâu rồi. Một chiếc nhẫn tuyệt đẹp. Cháu phải bán nó đi và không biết nó đáng giá bao nhiêu. Mít đưa chiếc nhẫn ra ánh sáng cho nó chiếu. Ồ, nó thật tuyệt, đẹp quá. Cháu đã gặp nó ở đâu vậy? Cháu đã gặp nó ở trên con đường đi về phía những con tàu. Cậu bé thân yêu của tôi ơi, chiếc nhẫn này thuộc về vợ tôi và trước đó nó là của mẹ vợ tôi. Tôi đã hứa là sẽ trả 5.000 đồng cho bất kỳ ai tìm thấy nó. Ông chủ lấy một chiếc chìa khóa và mở tủ sắt kiên cố của mình. Mít thì rất ngạc nhiên về việc giàu có một cách quá đột ngột của mình như thế. Mẹ cậu có thể sống trên núi, không khí tươi mát sẽ làm cho bà khỏe trở lại. Cậu nhìn ông chủ đếm 50 tờ giấy 100 đồng. Tiền đây, bây giờ cháu hãy đưa cho bác chiếc nhẫn. Đó là chiếc nhẫn đẹp, chiếu lấp lánh như lửa khi đưa ra ngoài ánh sáng. Cảm ơn bác nhiều. Cháu phải chạy về nhà gấp và nói cho mẹ cháu biết, ngày mai cháu và mẹ lên núi sống và ở trên đó. Chúc cháu được nhiều hạnh phúc. Sau khi bắt tay, cậu bé cáo từ và khuất dạng vào bóng đêm. Ông chủ đóng cửa tiệm lại và đứng ở phía ngoài một lát. Một chiếc xe rác đi qua, thu gom những thứ dơ bẩn từ các căn nhà. Ông quăng chiếc nhẫn vào trong xe rác, rồi băng qua đường đi tới tiệm cà phê, nơi mà hằng đêm ông thường đến đó để ăn bữa cơm chiều đơn độc. Trong những buổi chiều dài lê thê lẻ loi ấy, ông nghĩ rằng, lẽ ra mình đã có vợ rồi thì phải. Câu chuyện trả bạc được phước. Thuở xưa, có một người tên là Bãi Ông, nhân lúc thanh nhàn, vào Vân Nam đặng thăm một người bạn tên là Trương Hồng Ất, quê quán ở núi Côn Sơn. Khi trước, người ấy cùng Bãi Ông đồng đỗ khoa Hiểu Liêm, sau vua phong làm chức đốc chế tại Vân Nam. Lúc vừa đến tỉnh, Bãi Ông bèn ở nơi khách quán nói chuyện cùng mấy người bổn xứ và hỏi thăm chính sách của Trương Hồng Ất. Nghe ai nấy cũng đều khen ngợi là một ông quan đức hạnh vẹn toàn, đoán xét công bình, nói năng nhân hậu, chẳng khác nào cụ Hưng Giang thuở trước làm ngự sử nơi xứ đó. Bãi Ông bèn rời khách quán đi vào dinh, nhưng thấy quan đốc chế Trương Hồng Ất còn bận việc nơi công đường, nhờ vậy ông được xem xét các sở trong dinh. Thấy đâu đó người làm việc đều ân cần sốt sắng, ông đủ biết là một vị quan hiền, y như lời dư luận chẳng sai. Khi quan đốc chế tiếp được danh thiếp của ông, ngài vội vã ra đón rước và rất vui mừng, mời ông vào nhà khách đãi đằng trà nước và cùng nhau vui chuyện hàn huyên. Lúc trở lại công đường, quan đốc chế có giao cho Bãi Ông ít quyển sách để xem cho đỡ buồn. Nguyên mấy quyển sách ấy nói về triết lý của đạo Phật mà Bãi Ông chưa hiểu đến Phật giáo. Nên khi xem giáo lý của Phật có nhiều chỗ xét không ra, nghĩ không tới, thành ra nửa tin nửa ngờ, chưa biết quyết định ra sao. Khi Bãi Hầu, quan đốc chế trở lại nhà khách, nói chuyện với Bãi Ông một hồi, rồi hỏi rằng, nhân huynh xem triết lý của đạo Phật thấy thế nào? Tôi thấy nhiều chỗ tai chưa từng nghe, mắt chưa từng thấy, thật không biết sao mà tin.
Đó chính là nhân huynh còn lầm theo cái thấy, cái nghe của lỗ tai, con mắt. Cho nên khi đụng đến cái nào ngoài sự thấy và sự nghe thì không biết sao mà dám tin. Vậy cũng là một cái thông bệnh của người học nho như tôi hồi trước, chứ không khác gì. Nhân huynh nghĩ coi, lâu nay chúng ta học nho thường nghe nói rằng trời sinh ra loài người, mà rốt lại thì không hiểu cái nguyên nhân và cái phương pháp của trời sinh người ra thế nào. Nếu nói trời sinh ra người được thì ai sinh ra trời? Còn như nói trời là do thái cực mà sinh ra thì thái cực có hình tướng hay không hình tướng? Nếu nói có hình tướng thì chúng ta sao không thấy được? Bằng nói không hình tướng thì làm sao lại sinh được cái nồi giống hữu hình hữu tướng như thế? Vậy thì cái lý thuyết ấy đối với nhân huynh có tai nghe mắt thấy xác đáng hay không mà sao lại tin được? Vậy nhân huynh phải hiểu rằng Phật là một bậc sáng suốt hoàn toàn, thấy ở ngoài sắc, nghe ở ngoài tiếng và biết hết ở ngoài vô lượng thế giới. Nên những câu chuyện của Ngài đã khai thị ta là Ngài đã thân chứng và đã duyệt lịch rồi mới nói, không phải dùng sự suy tưởng mà nói một cách mơ hồ. Cho nên tôi đây đã từng nghiên cứu những thuyết tội phước nhân quả, thuyết sinh tử luân hồi, thuyết lục đạo tam đồ, cho đến thuyết tâm thuyết tánh, thuyết chơn thuyết vọng, không có thuyết nào là không hợp với lý chơn và không đúng với sự thật. Chỉ vì nhân huynh lâu nay chưa từng để ý xem xét và kinh nghiệm đó thôi. Luân Diệp, tôi xin thuật chuyện ông sơ của tôi ngày trước cho nhân huynh nghe, thì mới rõ cái thuyết nhân quả của Phật nói là không sai. Nguyên ông sơ và bà sơ của tôi, thuở xưa nhà thật nghèo, gia sản chỉ có một chiếc thuyền để chở mướn mà độ Nhật. Một bữa nọ, mưa rơi lác đác, gió thổi lao xao, quang cảnh bi thương, tứ bề hiu quạnh. Các thuyền đang đậu bến nổi lửa nấu cơm. Bỗng đâu có một ông lão ước chừng ngoài 70 tuổi tới gần chiếc thuyền của ông sơ tôi mà xin đưa ông về Trương Phố. Khi thuyền ra giữa sông, ông sơ tôi nhìn thấy ông lão có khí sắc không được vui, bèn hỏi quê quán ở đâu và định về Trương Phố làm gì. Ông lão nghe hỏi, trên mặt càng lộ ra vẻ buồn, hình như câu hỏi của ông sơ tôi kích thích chỗ thương tâm của ông. Ông lão do dự một hồi lâu, bèn đáp lại, cậu ơi, vốn tôi đây thật là bất hạnh, cái đời của tôi thật là chua chát, nếu nói ra cho cậu nghe thì lại thêm chỗ đau lòng. Ông sơ tôi nói rằng, không hề chi, trong khoảng đời nếu ông có chuyện gì không được vui lòng, thì xin ông cứ nói thật cho tôi nghe, quả mai tôi có thể giúp ông được chăng? Ông lão nghe nói vậy, bèn đáp lại rằng, vốn hai vợ chồng tôi cực khổ làm ăn, khi ngoài 50 tuổi mới sinh được một đứa con gái. Rồi khi nó lớn khôn, lại gả chồng ở xứ xa, nên ít tới lui thăm viếng. Tình mẫu tử có một mẹ một con, nên mẹ nó rất thương nhớ, ít lâu sau bà thọ bệnh mà từ trần. Còn phần tôi thì một mình cặm cụi, mãi lo làm ăn đặng độ cái thân cho qua ngày tháng. Nay tuổi đã cao, trong mình lại yếu, sợ khi đắng cơm nghẹn nước không ai nuôi nấng, và khi tối lửa tắt đèn thì không ai giúp đỡ, nên tôi phải bán cả nhà cửa ruộng vườn, tính qua ở với đứa con gái của tôi, đặng sớm khuya hủ hỉ với hai vợ chồng nó cho khuây khỏa trong lúc tuổi già. Câu chuyện vừa tới đó thì thuyền đã ghé bến, ông bèn lật đật từ giã lên bờ, rồi đi thẳng đến nhà người con gái của ông. Còn hai vợ chồng ông sơ tôi lại chèo thuyền về chỗ cũ mà nghỉ. Sáng ngày ông sơ tôi đang quét dọn trong ghe, bèn thấy có một cái gói, liền mở ra coi mới biết của ông lão bỏ quên bữa trước. Ông tôi nói với bà tôi rằng, gói của ông lão bỏ quên đây là tiền của ông để dưỡng già, mà lại tánh mạng của ông cũng ở nơi đó nữa. Một khi ông đến nhà đứa con gái rồi, thì ông cũng nhớ lại gói bạc, quảng hốt mà trở lại kiếm thuyền của ta, chứ chẳng không. Vậy ta phải chèo thuyền trở lại chỗ đó, cô có gặp ông mà trả gói bạc lại kẻo tội nghiệp. Quả nhiên, khi ông sơ tôi chèo thuyền tới đó,
thì thấy ông lão đương chống gậy nơi mé sông mà khóc ấm ức. Ông sơ tôi bèn kêu lớn rằng, đồ của ông còn đây, không có mất đâu mà ông khóc. Ông lão nghe kêu mới tỉnh hồn lại, liền ngước mặt lên, vừa mừng rỡ vừa cảm phục ông sơ tôi. Ông bèn lấy gói bạc rồi mở ra lấy phân nửa đưa cho ông tôi mà đáp ơn. Nhưng ông sơ tôi nhất định cố từ và nói rằng, xin ông cất hết gói bạc đó để dưỡng già. Nếu tôi cầu lợi thì đã lấy luôn gói bạc ấy, có đâu đem trả lại cho ông như vậy. Ông sơ tôi tuy làm nghề chèo thuyền chở mướn mà lòng nhân từ quảng đại, dân trong vùng đó ai ai cũng đều yêu mến. Sao ông sơ tôi xin ông cố tôi là ngài Hư Giang làm ngự sử nơi xứ này, ông nội tôi là ngài Lỗ Đắc thi đậu tiến sĩ, làm quan thái thú tại quận Tấn Giang. Qua thân sinh tôi là ngài Lỗ Duy thi đậu Đình Nguyên, làm chức phương bá tại quận Mân Việt. Còn tôi đây cũng nhờ cái ân dư âm ấy nên mới được như vậy. Nhân huynh coi đó thì đủ biết rằng cái gương nhân quả không sai. Bãi ông nghe ngài đốc chế Trường Hồng Ức nói như vậy rồi, từ đó mới đem lòng tín ngưỡng Phật giáo. Câu chuyện bát cơm cúng Phật. Ngày xưa, ngoài thành Xá Vệ, có một nữ Phật tử thuần thành, nhưng cô ta lại gặp một người chồng không tin có đạo đức, nhân quả, tội phước, dù cô ta đã nhiều lần giảng giải. Một hôm, Đức Thế Tôn mang y ôm bát đến nhà cô khất thực. Gặp lúc chồng đi vắng, cô mang đồ ăn ra cúng dường Đức Thế Tôn, rồi đảnh lễ dưới chân ngài. Đức Phật chú nguyện cho cô: gieo một gặt mười, gieo mười gặt trăm, gieo trăm gặt ngàn. Nhờ công đức bố thí bát cơm này, thí chủ sẽ được vô lượng phước báo. Trong lúc Thế Tôn đang chú nguyện, thì người chồng từ thành Vương Xá trở về. Nghe Đức Phật nói như vậy, chẳng hiểu nghĩa lý gì cả. Anh sấn tới trước Đức Phật: này Sa Môn Cụ Đàm, làm gì mà được nhiều như vậy? Sa Môn nói láo, Sa Môn nói không thật, Sa Môn hãy đi khỏi chỗ này đi. Dù anh ta nói lỗ mãng, nhưng Đức Thế Tôn vẫn mỉm cười, ngài ôm tồn bảo: này anh từ đâu mà đi về đây? Từ trong thành về. Anh đi ngang qua khu rừng, có thấy cây ni câu loại không? Thấy. Anh thấy nó cao bao nhiêu? Cả hàng mấy chục thước. Mỗi năm nó được bao nhiêu trái? Ồ, không kể hết, chỉ có đem thúng mà lường thôi. Này anh, đầu tiên chỉ có một hạt bé tí mà sanh ra cây ni câu loại cao hàng mấy chục thước. Cành lá sum suê chiếm một khoảng rừng rộng lớn, mỗi năm nó cho ta hàng trăm ngàn quả. Này anh, đó là loài vô tri còn như vậy, huống là thí chủ hoan hỷ cúng dường cho Như Lai một bữa ăn, phước đức ấy không thể đo lường được. Nghe Đức Thế Tôn thuyết giảng, anh chàng hồ đồ ấy trong tâm bừng tỉnh, rất lấy làm ăn năn về hành động thô lỗ của mình vừa rồi, liền đến quỳ dưới chân Thế Tôn cầu xin sám hối. Kính bạch Thế Tôn, kính mong Thế Tôn từ bi tha lỗi cho con. Từ đây con xin quy y Phật, Pháp và Tăng, mong Thế Tôn nhận con làm đệ tử. Lành thai cư sĩ. Câu chuyện cứu người nguy cấp, công đức vô lượng. Chu Thừa Ân ở Lạc Dương, Hà Nam là người phú quý nhân hậu. Một buổi sáng ông đang đi tản bộ thì nghe ở dưới cây cầu có tiếng khóc thê thảm. Thì ra có một đôi vợ chồng và một đứa con nhỏ bị chủ nợ bức bách, sắp sửa trầm mình tự vận. Trước lúc sắp chết, họ cùng ôm nhau khóc thảm. Chu ông thấy vậy bèn nói: ta sẽ giúp các ngươi trả nợ. Thế rồi cùng đi về nhà của vợ chồng kia, thấy một bọn người lưu manh đang ngồi ở trong nhà. Chu Phú Ông hỏi: hai vợ chồng người này thiếu của các ngươi bao nhiêu? Bọn lưu manh nói: 100 lượng bạc, có giấy mượn nợ làm bằng chứng. Chu Phú Ông liền xuất ngân phiếu 100 lượng, đòi lấy tờ giấy vay nợ rồi đốt cháy ngay trên bàn. Đám lưu manh được tiền liền bỏ đi, đôi vợ chồng này xin làm nô bộc để đền ơn. Chu Phú Ông nói: khi sinh ra không mang một đồng, chết đi cũng chẳng đem theo được một cắc,
cứ xem như đó là tôi trả nợ kiếp trước của tôi vậy. Nói xong cười ha hả và trở về nhà. Chu Thừa Ân thường âm thầm làm việc phước thiện mà không muốn cho mọi người biết, thường lấy việc giúp người nguy khốn để giáo huấn con cháu. Cho nên cửa nhà hưng thạnh, con cháu đông vui, năm đời đều được phú quý. Chu Phú Ông giàu mà lại thích điều nhân nghĩa, làm việc thiện, nhưng tâm không mong cầu người khác báo đáp. Thật là một tấm lòng đại từ bi, có thể nói đó là một bậc quân tử chí thiện, sống thọ vui tươi, chết cũng an nhàn. Đức lưu con cháu thật đáng phục thai. Câu chuyện Ôi hạnh phúc. Đại đức Bạc Đề trước kia làm quan tổng trấn miền Bắc vương quốc Saka và là người trong hoàng tộc Sakya, tu học rất tinh tấn. Tại tu viện Trúc Lâm, ông học theo đại đức Ca Diếp, chỉ cư trú dưới gốc cây mà không cần ngủ trong am thất. Ông tu học rất chuyên cần và sử dụng phần lớn thời giờ vào việc thực tập thiền quán. Một đêm kia, trong lúc ngồi thiền dưới gốc cây, ông bỗng cảm nhận được một niềm vui sướng mà chưa bao giờ ông từng biết tới trong thời gian còn ở nhà. Ông thốt lên: "Ôi hạnh phúc! Ôi hạnh phúc!" Lúc ấy trời đã về khuya, có một vị sư ngồi thiền cách ông không xa, nghe được những tiếng đó. Sáng hôm sau, vị này tới gặp Phật. Ông thưa với Phật: "Bạch Thế Tôn, hồi khuya, trong lúc ngồi thiền, con có nghe Bạc Đề thốt lên hai tiếng, ôi hạnh phúc. Con nghĩ là thầy Bạc Đề không cảm thấy thoải mái với đời sống xuất gia, có lẽ thầy ấy tiếc nuối những giàu sang và danh vọng khi còn là cư sĩ. Con xin trình bày để Thế Tôn biết và định liệu." Phật im lặng. Trưa hôm ấy, sau khi tăng đoàn đã thọ trai, Phật thuyết pháp cho đại chúng. Sau thời thuyết pháp, Phật gọi Bạc Đề ra trình diện. Đại chúng có mặt đầy đủ trong giờ này, không những có các vị sư mà còn có những người đệ tử cư sĩ đã đến cúng dường và nghe pháp. Phật hỏi: "Bạc Đề, hồi khuya trong lúc ngồi thiền, thầy có thốt lên: Ôi hạnh phúc, ôi hạnh phúc, có đúng như thế không?" Đại đức Bạc Đề chắp tay trả lời: "Bạch Thế Tôn, hồi đêm quả thật con có thốt lên những tiếng đó. Vì sao, thầy hãy nói cho đại chúng cùng nghe." "Bạch Thế Tôn, ngày trước làm quan tổng trấn, con sống trong giàu sang phú quý và có nhiều quyền lực. Đi đâu con cũng có một đội binh theo hầu cận và bảo vệ. Dinh phủ của con luôn luôn có binh lính canh gác ngày đêm, bên trong cũng như bên ngoài. Vậy mà lúc nào con cũng lo lắng, sợ hãi, cảm thấy thiếu an ninh. Bây giờ đây, đi một mình trong rừng, ngồi một mình dưới gọi cây trong đêm vắng, vậy mà con không hề có cảm tưởng nghi ngại và sợ hãi. Con cảm thấy một niềm thảnh thơi và an lạc chưa bao giờ có. Bạch Thế Tôn, đời sống xuất gia thật là thoải mái đối với con. Con không sợ ai, con không sợ mất gì, con không có gì để sợ mất, và con sống vui thú như một con nai trong rừng. Trong lúc ngồi thiền đêm qua, con thấy được rất rõ niềm thảnh thơi an lạc đó, cho nên con đã buộc miệng thốt lên hai lần: Ôi hạnh phúc, ôi hạnh phúc, làm động đến Thế Tôn và các bạn tu của con. Con xin thành tâm sám hối." Phật khen ngợi Bạc Đề trước mặt đại chúng. Ngài nói: "Hay lắm, này Bạc Đề, thầy đang đi những bước vững chãi trên con đường tự tại và vô úy. Niềm an lạc của thầy, cả chư thiên cũng biết ước ao, huống nữa là người đời." Cả đại chúng nghe Phật nói đều hoan hỷ và tán thán tinh thần tu học của Bạc Đề. Câu chuyện chuông đeo cho mèo. Lũ chuột bị mèo ăn thịt rất nhiều. Một hôm, chúng hợp lại bằng cách đối phó, chuột cống ra bộ khôn ngoan, nói: "Sở dĩ lão mèo giết hại được họ hàng chúng ta là do lão có tài rình mò và vồ bắt lén. Cần sắm một cái chuông đeo vào cổ của lão để biết mà tránh." Nghe vậy lũ chuột thích chí, hăng hái bàn: "Phải đấy, có chuông, lão đi đến đâu ta sẽ biết ngay. Hay thật, như thế lão mèo sẽ hết đường rình mò lén lút." Cả bọn vỗ tay tán đồng: "Đi mua ngay chuông đeo cho lão mèo thôi anh em ơi."
Đến khi mua được chuông đem về, bằng xem cử ai đến chỗ mèo, đeo chuông vào cổ cho lão, thì cả hội đồng chuột ngồi im phăng phắc, chẳng ai dám hé răng nói nửa câu. Bất đắc dĩ, chuột cống nói: "Tôi là bậc ông nghè, ông cống đâu có phải đi làm cái việc tầm thường đó. Cử anh nhắc đi, anh ta nhanh nhẹn lắm." Nhắc cãi lại: "Tôi đi sao được, vì tôi láo táo, sợ không làm được việc. Cử anh chù đi là tốt nhất, anh ta chậm nhưng chắc chắn, làng không lo hỏng việc." Chù thật thà thưa: "Là phận tôi tớ của làng, các bác bảo gì tôi đều phải nhận làm, nhưng chỉ sợ lão mèo ăn thịt tôi thì các bác còn ai để mà sai nữa." Chuột cống nhanh mồm nói luôn: "Mày hôi như cú ấy, mèo nó không thèm ăn thịt mày đâu." Cực chẳng đã, chuột chù đành phải đi, nhưng vừa thấy bóng mèo ở xa và thoáng nghe tiếng kêu của lão, chuột chù đã sợ xanh mặt, co cẳng chạy về báo làng. Cả làng chuột hồn vía bay đầu mất, sợ run lên và mạnh ai né chạy bán sống bán chết, tìm đường trốn tránh. Cái chuông rơi đầu mất, và từ đó chả chú chuột nào dám nghĩ đến việc đeo chuông cho mèo nữa. Câu chuyện người nông dân và hai con trai. Một bác nông dân có hai người con trai. Anh thì lười nhác, còn em thì làm chăm chỉ, vì cậu không muốn cha vất vả. Nhưng người anh ranh mảnh, chuyên nói dối cha. Sáng ra anh ta rời khỏi nhà, vác cuốc trên vai, dường như ra đồng làm. Anh ta đi khá lâu, đủ để không bị ai trông thấy nữa, thì rẽ vào rừng nằm ngủ. Trong lúc đó, cậu em cũng ra khỏi nhà, mang theo cuốc, một mình làm ruộng cho cha. Cậu không nói với cha là anh cậu không làm việc, sợ làm cha buồn, nhưng vì làm một mình nên công việc không nhanh. Một hôm, bác nông dân hỏi hai người con: "Các con đã cuốc xong ruộng chưa?" Người anh không để em trả lời, kêu lên: "Chưa cha ạ, em nói lười và làm chậm chạp quá nên vẫn chưa xong." Anh ta biết cậu em chẳng bao giờ muốn tranh cãi với anh trước mặt cha. Người cha bèn bảo cậu em: "Nếu như thế ta đuổi con đi, con lười biếng, không xứng với lòng yêu thương của ta." Người em ra đi, lòng buồn rười rượi, nhưng cậu không đi hẳn mà ở lại trong rừng để theo dõi anh. Cậu nghi ngờ có điều gì đó sắp xảy ra. Hôm sau, người anh ra khỏi nhà, vừa đi vừa huýt sáo, vác cuốc trên vai. Vừa tới rừng, anh ta đã nằm dài dưới bóng cây. Người em lúc đó đang nấp một chỗ theo dõi, nghĩ bụng: "Cha mình già rồi, khi thấy ruộng không có ai làm đất thì cha lại tự làm lấy, thế thì kiệt sức mất." Cậu bèn quay trở lại cuốc ruộng, coi như không có chuyện gì xảy ra. Nhiều ngày sau, người em bí mật làm việc suốt ngày, chỉ ăn quả rừng và rễ cây. Lúc nào mệt quá, cậu ngủ ngay dưới gốc cây. Còn người anh chiều chiều trở về nhà tươi tỉnh và sảng khoái. Một hôm, khi thấy người anh ra đi từ lâu, bác nông dân già nghĩ: "Ta chỉ còn một đứa con, nó làm việc một mình, chẳng có ai giúp đỡ, đến kiệt sức mất thôi. Ta phải đem cho nó miếng bánh và miếng phó mát." Bác lấy một làng đầy thức ăn, đi ra ngoài cánh đồng. Bác ngạc nhiên xiết bao khi thấy người em đang cần mẫn làm việc, chứ không phải người anh như bác vẫn tưởng. Để không bị con phát hiện, bác tránh vào rừng. Vào đến đó, bác... Hôm nay tôi sẽ nói những gì cần yếu cho Phật tử biết để tu hành. Bài giảng với đề tài là nguồn an vui lâu dài, rất đơn giản. Tại sao tôi chọn đề tài này? Bởi vì tất cả chúng ta, ai cũng muốn đời sống được an vui. Đời sống an vui mới có hạnh phúc, con người mới thảnh thơi, nhàn hạ. Nhưng nếu chúng ta không biết thế nào là an vui lâu dài, thế nào là an vui tạm bợ, thì chỉ hưởng được cái vui tạm bợ thôi, không bao giờ thấy được nguồn an vui lâu dài. Vì vậy, tôi sẽ hướng dẫn quý Phật tử phương thức đi tìm sự an vui lâu dài. Những người mới bước vào hoặc mới nghiên cứu đạo Phật thường lầm tưởng đạo Phật bi quan. Tại sao? Vì khi nghe Phật giảng bài kinh đầu tiên ở Dược Lộc Quyển, Khổ Đế, Tập Đế, Diệt Đế và Đạo Đế, người ta kết luận Phật bắt đầu giảng đạo là Ngài nói cái khổ trước rồi. Đã nói khổ thì làm sao vui được? Phật nói rõ, đứng về thân thì có sanh, già, bệnh, chết, đó là khổ.
Những người trẻ tuổi chưa thấy già, chưa gặp bệnh, chưa tới chết, nên họ nói không thấy khổ gì hết. Song với người già sau 70 tuổi, cái khổ hiện rõ ràng, không chút ngờ vực. Đó là khổ về thân thể xác. Còn về tinh thần, Phật nói cũng có bốn thứ là ái biệt ly khổ, quán tán hội khổ, cầu bất đắc khổ, ngủ ấm xí thành khổ. Người thương mà phải xa lìa là khổ, người quán ghét cứ gặp gỡ là khổ, làm việc gì mong cầu cho thành đạt nhưng kết quả không được như ý là khổ, thân nằm ấm lôi kéo thúc giục là khổ. Quý vị nào 60 hoặc 50 hơn, nghe ai nói anh hay chị năm nay già rồi thì trong lòng đã nghe buồn. Tại sao? Mình không muốn già mà bây giờ nó già, tức là trái với mong ước của mình, vì vậy nên khổ. Cái già chưa hoành hành gì mà đã cảm thấy khổ rồi, tới chừng thật già, đi đứng bất an, bệnh hoạn, yếu đuối, sức khỏe ngày càng suy giảm, lúc đó cái khổ hiện tiền. Nói về bệnh khổ, chúng ta thấy dù trẻ dù già, mắc bệnh đều khổ, không ai chối cãi được. Bệnh không qua, cái chết sắp tới, lúc đó có khổ không? Khổ. Sắp tắt thở, thân thể hoành hành đau đớn, rất là khổ. Một đời người mấy mươi năm kết thúc chỉ toàn đau khổ, đó là nói khổ về thân. Ở đời ai không có người thương, người mình quý trọng. Nếu người đó phải rời xa, không gần gũi được thì khổ. Kể đến những việc ta muốn thành công mà nó cứ thất bại, làm chúng ta tán gia bại sản, lúc đó rất khổ. Còn cái khổ này hơi lạ một chút, người mình ghét cay ghét đắng mà sao họ cứ nhan nhản trước mặt hoài, đi đâu cũng gặp, có khổ không? Thật khổ. Cuối cùng thân năm ấm này khi hưng thịnh, nó hoành hành ta đủ thứ về thể xác cũng như tinh thần, nhà Phật gọi là ngũ ấm xí thành khổ. Đã xác nhận cuộc đời là khổ, tại sao tôi lại khuyên quý vị đi tìm vui? Vui ở đâu mà tìm? Đó là điều chúng ta phải lưu tâm, suy gẫm kỹ càng, xem thế nào là cái vui của Phật dạy. Người đời ham hưởng thú vui, những thú vui đó chỉ là tạm bợ, qua rồi mất, hoặc có khi nó lại là trá hình của đau khổ. Ví dụ những người đang vào tiệc rượu, bạn bè chung nói cười vui ha hả, một lát say rồi thì sao? Lúc đó nói bậy bạ, cãi nhau ầm ĩ, vui trở thành khổ. Đó là chưa kể khi nổi say, ra về quờ quạng lái xe không khéo đụng người ta thêm khổ nữa. Rõ ràng cái chúng ta ngỡ vui lại không thật vui, chỉ tạm bợ thôi. Bây giờ tìm vui trong đạo Phật là thế nào? Phật dạy người tu có nhiều thứ vui, nhưng ở đây tôi nói giản lược hai thứ thôi. Thứ nhất là vui trong sanh tử, thứ hai là vui trong vĩnh cửu, nghĩa là thoát đi sanh tử. Vui trong sanh tử là vui thế nào? Với cái nhìn của Phật, Ngài thấy trong vòng luân hồi sanh tử có sáu đường: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người, Atula, trời. Ba đường khổ là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Ba đường lành là người, Atula, trời. Người là vui bậc hạ, Atula vui bậc trung, trời vui bậc thượng. Cho nên ai tu nhân đi theo ba đường này là tìm vui trong lục đạo. Khi quy y Tam Bảo, kết quả thế này: quy y Phật khỏi đọa địa ngục, quy y Pháp khỏi đọa ngạ quỷ, quy y Tăng khỏi đọa súc sanh. Đó là chúng ta tìm ra một lối để khỏi đọa ba đường khổ địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Muốn ra khỏi ba đường khổ đó, không gì hơn là hướng về Phật, hướng về Pháp, hướng về Tăng. Nhưng muốn được làm người, Phật dạy phải giữ gìn năm giới cấm. Giữ năm giới là tư cách một con người tốt, con người sống vui tươi. Giới thứ nhất, Phật cấm giết người. Chẳng những không giết người, mà những con vật lớn cũng không được giết. Tại sao? Vì chúng sanh không có cái sợ nào lớn bằng sợ chết. Ai cũng sợ chết, con vật nào cũng sợ chết. Dù khổ như trâu bò, chúng vẫn sợ chết. Vì vậy, phải biết sinh mạng là trên hết. Chúng ta làm một điều lành là đem lại sự bình an cho chúng sanh. Chúng ta tạo một điều dữ là đem lại đau khổ cho chúng sanh. Bây giờ chúng ta nguyện suốt đời, kể từ ngày quy y Tam Bảo cho tới trăm tuổi, không giết hại người và các vật lớn, tôn trọng sinh mạng của chúng sanh, là ta đã ban cho chúng sanh mạng sống bình yên. Quý vị thử nghĩ, nếu mạng sống của mình bị ai đe dọa muốn giết hại thì ta lo sợ biết mấy. Cũng thế, nếu ta giữ giới không giết hại sinh vật
thì những người sống gần ta yên lòng, không sợ bị đe dọa về tánh mạng. Như thế là ban vui cho mọi người. Nếu mình ban sự bình an cho mọi người thì mọi người cũng để cho mình bình an. Đó là điều công bằng. Giới thứ hai, không trộm cướp. Lo sợ thứ nhất là lo sợ mạng sống của mình bị đe dọa. Lo sợ thứ hai là lo sợ của cải tài sản bị cướp giật. Nếu cạnh nhà mình có kẻ hay trộm cướp, quý vị sợ không? Sợ. Như vậy, thọ giới không trộm cướp là chúng ta giữ gìn tài sản của những người chung quanh, không làm việc xâm phạm gây tai hại về tài sản của họ. Mọi người được bình an, khỏi lo mất mát, rình rập, đó là đem vui cho mọi người rồi. Người ta vui thì mình cũng vui. Giới thứ ba, không tà dâm. Con người muốn gia đình hạnh phúc, sau khi có đôi bạn rồi, người chồng hoặc người vợ phải chân thật, không có tâm lan chạ với ai khác. Được vậy, bảo đảm gia đình đó sống bình an, vui vẻ, hạnh phúc. Nếu ai cũng nguyện không phạm giới tà dâm thì gia đình mình, gia đình người cũng được vui vẻ, khỏi lo sợ. Đó là đem lại sự bình an cho mình và cho mọi người chung quanh. Giới thứ tư, không nói dối. Nói dối là dối gạt lừa bịp người. Kẻ ưa nói dối, ưa lừa gạt người thì thiên hạ có tin không? Không tin. Đã không tin thì họ sống giữa muôn người cũng lạc loài như sống ngoài sa mạc. Không ai thèm nói chuyện với mình, không ai thèm gần mình, không ai muốn thấy mình. Sống trong chỗ đông đảo mà mọi người đều tìm cách xa lánh là tự mình làm khổ mình rồi. Giới thứ năm, không được uống rượu. Phần nhiều Phật tử nam khi quy y sợ giới này lắm. Ngày xưa Phật chỉ cấm uống rượu, bây giờ nói đủ hơn là cấm uống rượu mạnh, uống say, hút ác phiện, xì ke, ma túy. Vì thời Phật không có mấy thứ đó, bây giờ mấy thứ đó nguy hiểm hơn rượu nữa, nên phải giữ. Đạo Phật là đạo giác ngộ. Nếu chúng ta phạm giới uống rượu say, tâm trí không được sáng suốt, đôi khi trở thành cuồng dại nữa là khác. Uống say thì tội lỗi không thể tránh, cho nên uống rượu thấy như thường nhưng rất nguy hiểm. Còn những thứ ác phiện, xì ke, ma túy càng nguy hiểm hơn. Chúng ta tu muốn trở thành con người sáng suốt, có trí tuệ, hiểu Phật pháp, hiểu cuộc sống thì không được uống rượu. Vì muốn đem lại cuộc sống thanh bình, lợi lạc cho mọi người nên Phật cấm không được uống rượu mạnh, uống say, không được hút ác phiện, xì ke, ma túy. Quý vị Phật tử nam vì hoàn cảnh giao thiệp buộc lòng phải uống thì nhớ uống chút chút thôi, đừng uống say. Vì say là nguy hiểm, rất dễ dẫn đến trường hợp cuồng dại. Hoặc quý vị sống ở xứ lạnh cũng vậy, có thể uống chút chút cho ấm thôi, đừng để say. Phật chế giới cấm là vì lợi ích của chúng ta, chứ không phải của Ngài. Đức Phật là bậc toàn giác, tâm hoàn toàn thanh tịnh, thoát khỏi ba cõi, đâu cần phải giữ giới làm gì. Phật tử giữ giới, không giết hại, không trộm cướp thì khỏi ở tù, không tà dâm thì gia đình được hạnh phúc, không dối gạt người thì mọi người tin tưởng, quý trọng mình, không uống rượu say thì trí tuệ thông minh sáng suốt, được mọi người kính nể. Như vậy, vì tư cách của mình sống xứng đáng là một con người, nên chúng ta phải giữ năm giới cấm. Giữ được năm giới thì bản thân mình bình an, láng giềng cũng bình an. Đó là cách tu để đem lại sự an vui cho bản thân, gia đình và xã hội. Hiện tại Phật tử giữ tròn năm giới thì khi sắp ra đi có sợ không? Thật ra nếu chúng ta giữ tròn năm giới thì khi ra đi không có gì phải sợ. Tại sao? Vì giữ giới không sát sanh, đời sau sanh ra tuổi thọ dài lâu. Giữ giới không trộm cướp, đời sau sanh ra có nhiều của cải, không bị hao mất. Giữ giới không tà dâm, đời sau sanh ra gia đình đầm ấm vui tươi, bản thân được đẹp đẽ nữa. Giữ giới không nói dối, đời sau sanh ra nói năng lưu loát, ai nghe cũng tin quý. Giữ giới không uống rượu, đời sau sanh ra trí tuệ sáng suốt. Năm giới này giữ đủ, khi chết rồi sanh trở lại được làm người rất tốt đẹp, rất hoàn hảo. Nhà Phật gọi là tu nhân thừa Phật giáo. Chúng ta tu giữ năm giới được trong sạch, khi gần nhắm mắt biết rõ đời sau trở lại làm người tốt hơn đời này. Vì đời này có khi được cái này mất cái kia. Ví dụ được sống dai mà lại nghèo, hoặc được sống dai có của nhưng xấu xí, sống dai có của đẹp nhưng giọng nói ngọng cũng khổ. Hoặc được bốn điều tốt, sống dai giàu sang đẹp nói năng trôi chảy mà đần độn, thì đâu rớt đó có vui thôi, cũng khổ. Bây giờ ráng giữ tròn năm giới, đời sau sanh ra sẽ được hoàn toàn hơn.
Như vậy chết không còn đáng sợ nữa, vì biết mình sẽ được thân sau tốt hơn thân này. Ví như chúng ta đã để dành tiền kha khá, bây giờ chiếc xe cũ hư xấu quá, có người hỏi ta tính sao? Dĩ nhiên mình trả lời, xe hư xấu thì bỏ, mua xe khác đẹp hơn, vì tôi đang có tiền. Cũng thế, thân này là bộ máy, xài một thời gian nó bại hoại, không ai giữ mãi được. Khi bại hoại, chúng ta có hướng đi, biết được mai sau mình thế nào, đó là sự an vui tốt lành. Như vậy, nhờ tu năm giới hiện đời, mình được an vui, đời sau càng an vui hơn. Người tu khá hơn nữa được sanh vào loài Atula. Nếu tu thập thiện được sanh lên cõi trời, đó là kế tìm an vui lâu dài. Nhưng lâu dài này chỉ là lâu dài trong cuộc sanh tử theo ba đường lành. Bây giờ nói đến cái vui siêu thoát hơn, vui mãi mãi, vui vĩnh viễn, không bao giờ khổ. Tiến lên chỗ này hơi khó một chút, nhưng ai khéo tu vẫn có thể tiến được. Nhà Phật nói vui ra khỏi sanh tử là cái vui siêu thoát mà người đời ít ai biết đến. Trước khi nói cái vui đó, tôi xin hỏi tất cả quý vị, thế thân này phải thật là mình không? Không. Nếu không thật, có ai bẻ ngón tay mình nổi giận không? Điều này thật khó nói. Nhà Phật phân tích thân này do bốn thứ đất, nước, gió, lửa hợp lại thành. Tuy nó có hình tướng, có bao nhiêu thứ tế bào, nhưng thật ra cũng không ngoài bốn thứ đất, nước, gió, lửa. Chất cứng trong người là đất, chất ướt là nước, thở ra, thở vào, động là gió, hơi ấm là lửa. Trong bốn thứ không thể thiếu thứ nào hết, nếu thiếu một thứ thì chết ngay. Thân này đã do bốn thứ hợp thành, khi đủ duyên nó còn, thiếu duyên nó hoại. Còn và hoại là theo duyên chứ không phải quyền của chúng ta. Có ai muốn thân này hoại đâu, nhưng hết duyên nó phải hoại. Thân đã do đất, nước, gió, lửa hợp thành thì có thật không? Không thật. Hiện giờ toàn thể quý Phật tử ngồi đây, lỗ mũi đang làm gì? Thở. Thở là sao? Là mượn không khí bên ngoài, đem vô rồi trả ra, cứ liên tục như thế. Còn đem vô còn trả ra thì còn sống, trả ra không thèm đem vô thì chết ngay. Đó là cái thứ nhất không thật. Đất, nước, lửa cũng thế, đem vô rồi trả ra. Thiếu nước thì khát, thiếu cơm thì đói, thiếu hơi ấm thì lạnh, thiếu cái gì cũng khó chịu, cũng khổ. Mượn vô rồi không có điều kiện trả ra lại càng khổ hơn. Như vậy chúng ta sống chỉ bằng sự vay mượn. Thế thì quý vị định nghĩa hạnh phúc của thân này là gì? Mượn vô tốt, trả lại dễ dàng, đó là hạnh phúc. Nếu trả lại trục trặc thì chở vô bệnh viện liền. Rõ ràng có cái gì là thật mình đâu. Nếu thật thì không mượn, đã mượn thì không thật. Thế mà người thế gian không hiểu, cứ ngỡ thân này là thật, không ngờ chúng ta đang vay mượn để tồn tại trong từng phút giây. Khi sự vay mượn đó dừng, tất cả chúng ta phải ra đi. Cho nên hạnh phúc của cuộc đời như người ta thường mơ ước chỉ là sự tưởng tượng mà thôi. Nếu nói thẳng, hạnh phúc của cuộc đời là mượn vô tốt, trả ra dễ dàng. Thân này không thật, đến tâm có thật không? Những suy nghĩ hơn thua, phải quấy, tốt xấu, vui buồn là tâm mình phải không? Nhiều Phật tử cả đời không biết tâm mình là gì. Nếu hơn thua, phải quấy, tốt xấu vân vân là tâm mình, thì quý vị nghĩ mình có bao nhiêu tâm? Đã nhiều tâm thì cái nào là mình? Chẳng lẽ tôi là trăm thứ sao? Khi buồn nói tôi buồn, khi giận nói tôi giận, khi thương nói tôi thương vân vân. Cái nào tôi thật? Đó là lầm lẫn về tâm. Ở đây tôi chỉ nói hai thứ tâm. Một là tâm tạm bợ giả dối, hai là tâm chân thật. Danh từ chuyên môn là dòng tâm của chân tâm. Tất cả chúng ta đều có hai thứ tâm, nhưng mình chỉ biết dòng tâm sanh diệt, còn tâm chân thật thì quên mất tiêu. Bởi vậy trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói ví dụ: có anh nhà nghèo đi xin ăn, gặp người bạn giàu. Sau khi tiệc rượu say sưa rồi, anh bạn giàu lấy một hòn ngọc nhét trong túi áo anh nhà nghèo. Nghĩ rằng qua cơn say, anh ta sờ vào túi thấy hòn ngọc, đem đi bán sẽ được giàu sang, hết một kiếp nghèo. Anh bạn nghèo hết say, không thấy chủ nhà, cũng từ giã đi luôn và tiếp tục lang thang ăn mày nữa. Qua một thời gian khá dài, anh nhà giàu bất chợt gặp lại người bạn cũ, thấy vẫn đi ăn mày, tức quá, anh hỏi: trước tôi đã tặng cho anh viên ngọc nhét trong túi áo, sao tới giờ vẫn còn lang thang vậy? Nghe thế, anh nhà nghèo mò vô túi được viên ngọc lấy ra xài, từ đó hết nghèo. Viên ngọc dụ cho cái chân thật, quý như ngọc báu,
mà mình quên nên cứ sống lang thang theo tâm sanh diệt, tạo nghiệp luân hồi muôn kiếp. Chúng ta cứ luôn luôn đuổi theo buồn thương giận ghét, đời này khổ, đời khác khổ, không biết bao giờ hết. Đó là nghiệp luân hồi sanh tử. Muốn ra khỏi nghiệp luân hồi sanh tử chỉ có tu thôi. Tu bằng cách nào? Là dừng hết những tâm sanh diệt để tâm chân thật hiện ra, chừng đó mới ra khỏi dòng sanh tử nghiệp báo. Muốn dừng tâm sanh diệt, trong kinh dạy nhiều cách, hoặc dùng câu niệm Phật để quên hết những tâm niệm phải quấy hơn thua. Chừng nào những tâm niệm lăng xăng đó dừng lặng, chỉ còn một tâm chân thật, lúc đó mới thấy Phật Di Đà. Như vậy tu tịnh độ để đi tới chỗ nhất tâm, hoặc tu thiền như Đức Phật ngày xưa tu thiền để được định. Tu thiền định thì tâm lăng xăng không còn, tâm lăng xăng không còn thì mới giải thoát sanh tử. Trong kinh Phật dạy các tỳ kheo tu theo thiền nguyên thủy, từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền cho tới không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi phi tưởng xứ, tới cuối cùng là diệt thọ tưởng định. Diệt là diệt sạch, thọ là cảm giác đối duyên xúc cảnh, tưởng là tưởng tượng suy gẫm. Vậy diệt thọ tưởng định hay diệt tận định là dứt sạch cảm giác đối với sáu trần bên ngoài, lặng hết tâm tưởng bên trong. Diệt tận định rồi chứng quả A-la-hán, được niết bàn vô sanh. Đó là con đường chư vị A-la-hán ngày xưa tu. Đọc sử chư tổ tu thiền ở Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam, chúng ta thấy các ngài có một lối đi khác hơn, không đi quanh co từ sơ thiền nhị thiền mà đi thẳng, gọi là thiền đốn ngộ. Tổ Bồ Đề Đạt Ma sang Trung Hoa có bốn câu châm ngôn dạy tu thế này: bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Nghĩa là không lập văn tự, truyền ngoài giáo lý, chỉ thẳng tâm người, thế tánh thành Phật. Ngài không nói sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền gì hết. Như vậy con đường của ngài thế nào? Ở đây ngài chỉ thẳng một con đường để ra khỏi sanh tử, chấm dứt mọi khổ đau. Giải thoát sanh tử là nguồn an vui vĩnh cửu, không còn phiền lụy nữa. Đó là con đường đốn giáo, hay nói cách khác là con đường thiền tông. Con đường thiền tông được truyền từ tổ Ca Diếp dài xuống mãi cho tới tổ Đạt Ma. Đó là chư tổ ở Ấn Độ. Đến tổ Đạt Ma, thiền tông được truyền sang Trung Hoa, rồi tới Việt Nam. Chư tổ ở Việt Nam nhận được yếu chỉ tu hành, các ngài cũng ngộ đạo, cũng được làm tổ. Thế nên con đường thiền này rất thiết yếu. Khi còn học ở trường, tới đoạn tổ Đạt Ma sang Trung Hoa, gặp tổ Huệ Khả hỏi đạo, tôi lắc đầu vì các ngài dạy thiền giống như đùa cợt chơi vậy, không có gì để cho mình hiểu. Nhưng tới khi tu rồi, tôi mới thấy đó là một lối chỉ tuyệt diệu, có ai khéo hơn các ngài. Sau khi ngài Huệ Khả được tổ Đạt Ma nhận làm đệ tử rồi, một hôm ngài thưa: bạch hòa thượng, tâm con không an, xin hòa thượng dạy con pháp an tâm. Tổ Đạt Ma nhìn thẳng vào mặt ngài Huệ Khả nói: đem tâm ra ta an cho. Lời của tổ, Huệ Khả không dám xem thường, nên ngài nhìn lại xem tâm bất an ở đâu. Càng nhìn nó càng mất dấu bất hình, tìm không ra. Ngài thật thà thưa: bạch hòa thượng, con tìm tâm không được. Tổ bảo: ta đã an tâm cho ngươi rồi. Ngay câu đó ngài Huệ Khả có chỗ vào. Vậy ngài vào đường nào? Đó là điều dường như bí ẩn, nhưng khi khám phá được rồi, chúng tôi thấy tuyệt diệu phi thường. Con đường không phải người thường tình tìm được. Bảo: ta đã an tâm cho ngươi rồi, thì ngài Huệ Khả biết được lối vào. Lối vào ở đâu? Một thời gian sau, ngài Huệ Khả thưa: bạch hòa thượng, con đã dứt hết các duyên. Tổ Đạt Ma liền nhìn thẳng nói: coi chừng rơi vào không. Ngài Huệ Khả trả lời: rõ ràng thường biết, làm sao không được. Ngay đó tổ ấn chứng: ông như vậy, ta như vậy, chư Phật cũng như vậy. Đơn giản làm sao, công phu nhiều ít thiền vốn không có nói. Nhưng tôi nghĩ ở thời đại này, nếu không nói thiền sẽ bị chìm vào quên lãng luôn, chứ không có người ngộ hiểu như ngày xưa. Thế nên tôi gượng nói yếu chỉ rất tài tình của tổ. Thường chúng ta hay cho những ý tưởng suy tính theo duyên, theo cảnh là tâm mình, ngồi lại thấy chạy hoài, hết chuyện này tới chuyện kia, năm trên năm dưới, nhớ đủ hết, do đó tâm bất an. Bây giờ muốn an nó phải làm sao? Tổ nói tâm lăng xăng đó là tâm hư dối, không thật. Cho nên ngài bảo
đem tâm ra ta ăn cho. Tức bắt phải nhìn lại xem nó ra sao, ở đâu. Nếu nó có thật thì đem ra ta ăn cho, tìm không ra thì biết nó không thật. Lâu nay chúng ta mê lầm những cái hư ảo đó là tâm mình thật, tự nhận lầm nên cứ theo nó tạo nghiệp. Nó buồn, nó thương, nó ghét, nó giận, đủ thứ chuyện để tạo nghiệp. Tạo nghiệp thì đi trong luân hồi sinh tử. Bây giờ quay lại tìm xem nó ở đâu, có thật hay không. Quả tang nó mất tâm mất tích, tức là không thật. Không thật thì có gì đâu phải ăn. Cho nên khi huệ cả tìm tột cùng thấy không có, ngài nói: con tìm tâm không được, tổ bảo ta đã an tâm cho ngươi rồi. Tìm không thấy, biết nó không thật, đó là chỗ an tâm. Nhà thiền sau này dùng từ phản quan tự kỷ, tức xem xét lại chính tâm mình. Tìm là chiếu soi lại, xem tâm bất an đang chạy đi đâu. Quay lại tìm, tức là xem xét lại chính mình. Khi xem xét lại thì nó mất. Tôi thấy các thiền sư Trung Hoa rất hay. Các ngài diễn tả đường lối tu này bằng hình ảnh 11 chăn trâu. Một đầu là tìm trâu. Tìm trâu là tìm ai? Là tìm tâm lăng xăng đó. Thử coi nó đang ở đâu. Tìm thấy nó không thật, nhưng vì nó cứ lải nhải hoài nên phải chinh phục, phải đánh đập lần lần mới điều phục được nó. Chúng ta vì mê lầm chấp thân hư giả làm thân thật, chấp tâm hư giả làm tâm thật của chính mình, trọn cuộc đời đi trong mê lầm, rồi tạo nghiệp hư giả, sinh tử không cùng. Bây giờ tu theo Phật là phải trở lại, phải thấy đúng như thật thân này hư giả, tâm vọng tưởng không thật. Phật thường nói thân tạm bợ vô thường, duyên hợp hư giả, mà chúng ta thấy thân này thật nên quý nó, khổ vì nó. Phật thấy rõ được lẽ thật nên ngài là bậc giác, còn chúng ta thấy mê lầm nên làm chúng sanh hoài. Vì bảo vệ thân tâm hư giả này mà con người tranh giành với nhau, rốt cuộc cả đời đau khổ dồn dập. Người biết thân hư giả, tâm hư giả không thật là tiến được bao nhiêu bước. Nếu ai thật sự thấy thân này rõ ràng hư giả tạm bợ, sống mượn nó để làm những điều tốt đẹp, ích lợi cho đời thì được. Dùng tâm hư giả để phương tiện giúp đỡ người thì được. Ngược lại, nếu ai bảo vệ nó vì tưởng nó là mình thật, là chân lý thì sai lầm. Tổ Đạt Ma chỉ nói đem tâm ra ta ăn cho, chứ không nói hư giả. Tự mình tìm không được, chừng đó sực tỉnh, biết nó là hư giả, ngày đó giác ngộ thân tâm hư giả. Có phải là kỳ diệu không? Nên tôi nói các ngài có thủ thuật độ người hết sức kỳ diệu. Tất cả chúng ta muốn tu được giải thoát phải thấy đúng như thật. Đó là giác ngộ về thân, giác ngộ về tâm. Chúng ta giác ngộ thân tâm đúng như thật rồi mới bước sang lãnh vực khác. Cho nên chúng tôi thấy rõ con đường thiền tông tu rất đơn giản, mà kết quả hết sức lớn lao, hết sức thiết thực. Chúng ta tu là cốt giác ngộ. Khi nào tâm hư giả lặn sạch như Tổ Huệ Khả nói, còn dứt hết các duyên, tức là đối với sáu trần không dính mắc nữa. Tổ Đạt Ma sợ ngài chắc không nên gạn lại, coi chừng rơi vào không. Ngài trả lời rõ ràng thường biết, làm sao không được. Không dính với sáu trần mà tâm vẫn hằng tri, hằng giác, nên đâu phải không ngơ hay không có tâm. Như khi chúng ta ngồi chơi dưới gốc cây, nếu không nghĩ gì hết, gió thổi vẫn nghe mát, chim kêu vẫn nghe tiếng, người đi vẫn thấy bóng, rõ ràng đang thấy, đang biết, chứ đâu phải không biết gì hết. Tâm lăng xăng là hư dối, không thật lặng rồi, tâm chân thật hằng ở bên mình. Nhưng vì chúng ta bỏ quên nó, cứ chạy theo cái giả dối nên khổ. Vì vậy Phật nói chúng sanh mê lầm chìm trong sanh tử khổ đau. Bây giờ trở về với tâm thật thì hết khổ đau, đó là cứu khổ. Sống với tâm chân thật, không còn giành hơn thua phải quấy, thì ngay đời này hết khổ rồi. Mai sau khi bỏ thân này được giải thoát sanh tử, đó là vui vĩnh cửu chứ không phải vui thường. Phật dạy chúng ta tu là tìm đến chỗ vui vĩnh cửu, đó mới thật là người biết đạo, biết cầu giải thoát. Cho nên tìm về với tâm chân thật là gốc của sự tu. Trong lời tựa Thiền Tông Chỉ Đam, vua Trần Thái Tông đã tả lại cảnh nhà vua lên núi Yên Tử gặp quốc sư Đào Viên và được quốc sư chỉ dạy điều cốt yếu của việc tu thiền thế này. Thấy trẫm, quốc sư mừng rỡ, người ung dung bảo trẫm: lão tăng ở chốn sơn giả đã lâu, xương cứng mặt gầy, ăn rau răm, nhai hạt dẻ, uống nước suối, vui cảnh núi rừng đã quen, lòng nhẹ như đám mây nổi, cho nên mới theo gió mà đến đây. Nay bệ hạ bỏ địa vị nhân chủ mà nghĩ đến cảnh quê mùa rừng núi, hẳn là muốn tìm cầu gì ở đây, cho nên mới đến phải không?
Đọc qua đoạn này chúng ta hình dung rõ một thiền sư ở núi. Lão Tăng ở chốn sơn giả đã lâu, tức Ngài nói mình ở núi rừng đã lâu, xương cứng mặt gầy. Ngài ốm nên xương cứng mặt gầy, ăn rau răm, nhai hạt dẻ, uống nước suối. Hạt dẻ ở Việt Nam khác hạt dẻ ở đây, nó chỉ bằng ngón tay út thôi mà cứng lắm. Ăn rau răm, uống nước suối chứ không uống nước lọc như bây giờ. Sống trên rừng núi đạm bạc như vậy, vui cảnh núi rừng đã quen, ở núi rừng quen vui với cảnh núi rừng. Lòng nhẹ như đám mây nổi nên mới theo gió mà đến đây. Diễn tả tâm hồn Ngài không vướng bận gì, như mây trên trời nhẹ nhàng thông dong. Bởi hai chữ mây nổi này mà người sao gọi Ngài là Quốc sư Phù Vân. Nay bệ hạ bỏ địa vị nhân chủ mà nghĩ đến cảnh quê mùa rừng núi, hẳn là muốn tìm cầu gì ở đây cho nên mới đến, phải không? Bây giờ vua Trần Thái Tông nói: Trẫm nghe lời thầy hỏi, hai hàng nước mắt ứa ra, liền thưa với thầy rằng trẫm còn thơ ấu, đã sớm mất mẹ cha, trơ dơ đứng trên sĩ dân, không có nơi nương tựa, là nghĩ rằng sự nghiệp đế vương đời trước hưng phế bất thường, cho nên mới vào đây chỉ muốn cầu thành Phật chứ chẳng muốn tìm gì khác. Quốc sư dạy: Trong núi vốn không có Phật, Phật ở trong tâm ta. Nếu tâm lắng lặng, trí tuệ xuất hiện, đó chính là Phật. Nếu bệ hạ giác ngộ được tâm ấy thì tức khắc thành Phật ngay tại chỗ, không cần đi tìm cực khổ ở bên ngoài. Câu chỉ dạy hết sức đơn giản: Phật không có trên núi, chỉ ở trong tâm. Tâm mình là Phật, đó cũng chính là chủ trương của Mã Tổ ngày xưa, tức tâm tức Phật. Phật là gì? Phật là giác ngộ, mà giác ngộ là tâm mình giác, chớ cái gì giác. Đi tìm chỗ nào cũng không có giác ngộ, vì giác ngộ chính ở nơi tâm mình. Như vậy, muốn tìm Phật thì phải xoay lại tâm mình, dẹp những lăng xăng cho nó yên rồi, thì trí tuệ sáng, đó là giác ngộ. Nếu tâm vắng lặng, trí tuệ xuất hiện, đó chính là Phật. Tâm vắng lặng, phản quan nhìn lại, bây giờ cái tâm lăng xăng im đi, thì trí tuệ sáng. Phật đâu phải ở chỗ xa thẳm mà tìm không được, Phật ở nơi tâm mình. Như vậy mới thấy tinh thần thiền tông rất phi thường, không nói quanh co, khó tìm khó thấy, mà nói thẳng. Nếu bệ hạ giác ngộ được tâm ấy thì tức khắc thành Phật ngay tại chỗ, không cần đi tìm cực khổ ở bên ngoài. Nếu giác ngộ nơi mình có tâm chân thật thì thành Phật tại chỗ, khỏi đi tìm kiếm ở đâu. Đó là một thiền sư Việt Nam nói thẳng cho chúng ta biết. Ở Trung Hoa các ngài còn nói ẩn, chứ ở Việt Nam thiền sư nói thẳng, chỉ thẳng cho chúng ta thấy tu thiền là tìm Phật ngay nơi tâm mình, chứ không tìm Phật ở đâu khác. Đó là một đoạn tôi thấy thiền sư Việt Nam đã chỉ rõ tinh thần tu thiền cho chúng ta. Sau khi nghe lời Quốc sư Phù Vân, vua Trần Thái Tông theo Trần Thủ Độ trở về triều. Ngài trở về với tâm tư tỉnh táo sáng suốt, đó là tâm tư giác ngộ, nên sau này Ngài có những lời thật hay thật khéo. Chúng ta nghe tiếp một đoạn Ngài nói về sắc thân. Các ông nên chín chắn xem, chỉ sắc thân này khi chưa vào bào thai thì nơi nào được có, bởi do niệm khởi duyên hội, năm uẩn hợp thành, thể mạo vọng sanh, hình dung giả có, quên thật quên gốc, hiện giả hiện dối, hoặc nữ hoặc nam, hoặc đẹp hoặc xấu, trọn lòng buông tâm chạy đi, toàn không một bước trở về, chạy rong trên đường sinh tử, mất tuốt bản lai diện mục. Do đó dương mắt nhìn bên ngoài, ai biết xoay đầu ngó lại bên trong. Khi lại sanh là quá sanh, nơi đến trong mộng nói mộng, lăng xăng lộn xộn, vội vội vàng vàng, lấy giả làm chân, trái không đến sắc, đầu sọ khô cài qua giác ngọc, túi da hôi ướp xạ sông hương, cắt lụa là che đậy máu tanh, rồi son phấn ác thùng phân thối, trang sức như thế trọn là gốc nhất, không thể nơi đây tự thẹn, lại hướng trong ấy mến yêu. Làm vua cung phi mỹ nữ rất đông mà Ngài không làm. Ngài thấy tường tận đó là tướng giả, không đáng gì phải bận tâm. Chúng ta bây giờ giả còn thêm lớp giả nữa, cứ vậy mà chồng chất hết lớp giả này đến lớp giả khác, rồi gạt lừa nhau đủ thứ chuyện khổ sở. Người tu thấy đúng như thật về thân, đúng như thật về tâm đã là giác, nhưng đó chỉ mới giác phần đầu thôi, còn phải tiến lên buông xả, không cho niềm chạy theo cảnh, lần lần nhận ra cái chân thật của mình. Kế tiếp là đoạn Ngài khuyên phát tâm Bồ Đề. Ở đời cái quý tột chỉ là vàng ngọc mà thôi, nhưng xét kỹ chỗ quý tiết ấy chẳng bằng thân mạng. Ví như có người giàu sang được phong làm đại tướng, dùng vàng rồng làm giáp để che đỡ cho thân, đến khi lâm chiến binh đao bị thua, hoặc cởi giáp ném gươm mà chạy, mong được thân mạng an toàn,
mà thôi. Giáp vàng rồng đâu rảnh nghĩ tiếc, mới biết cái quý vàng rồng chẳng bằng cái quý thân mạng. Đây là thực vậy. Ngày nay thì không thế, trái lại quý vật kia mà khinh thân này. Chẳng biết thân này khó được có ba. Thế nào là ba? Một, trong lục đạo chỉ có người là quý, đến khi nhắm mắt rồi mờ mờ mịt mịt chẳng biết chỗ đến, hoặc vào đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula chẳng được làm người. Đây là cái khó được thứ nhất. Hai, đã được làm người lại sanh nơi mọi trợ, tắm thì đồng sông, ngủ thì chung giường, trật tự tôn ti không có, nam nữ lẫn lộn, chẳng được phong tục nhân thuần, chẳng nghe chư thánh giáo hóa. Đây là cái khó được thứ hai. Ba, đã được sanh nơi phồn thịnh mà sáu căn không đủ, thân thể tật nguyền, mù điếc câm ngọng, què thọt còng gù, miệng mũi hôi tanh, thân hình nhơ nhớp, thầy chẳng được gần, chúng chẳng được thân. Tuy ở nơi phồn thịnh, dường thể ở ngoài quê vắng, đây là cái khó được thứ ba. Rõ ràng thời gian trăm năm toàn ở trong sát na, thân quyển tứ đại đâu thể lâu dài. Mỗi ngày chìm đắm trong trần lao, mỗi lúc nghiệp thức càng mênh mông vô tận. Chẳng biết một tánh viên minh luống theo sáu căn tham dục, công danh cái thế cũng chỉ là một trường đại mộng. Phú quý kinh nhân khó khỏi vô thường hai chữ, tranh nhân tranh ngã rốt cuộc thành không, khoe giỏi khoe hay cứu kính chẳng thật. Đây là những câu Ngài giải thích cho chúng ta thấy rõ thân này không thật. Nhưng trong cái không thật đó có một hòn ngọc quý mà chúng ta bỏ quên, chạy theo công danh phú quý. Công danh cái thế cũng chỉ là một trường đại mộng. Phú quý kinh nhân khó khỏi vô thường hai chữ, thiền sư Minh Chánh nói công danh cái thế màng sương sớm, phú quý kinh nhân giấc mộng dài. Hai ý này giống nhau, diễn tả công danh sự nghiệp ở đời không có gì thật. Chúng ta kiểm nghiệm lại, bao nhiêu người của đầy kho rồi cũng chết, khi chết của đó thuộc về ai? Dù lúc sống được kiếp to của nhiều, cuối cùng cũng không giữ được. Cho nên Ngài thức tỉnh chúng ta bằng hai câu thơ: gió lửa khi tan không già trẻ, núi sông bại hoại mấy anh hùng. Gió lửa một khi đã tan không phân già trẻ, ai tới thời kỳ đó thì tự tan. Có mấy kẻ anh hùng gìn giữ được núi sông mãi mãi, tới lúc nào đó cũng phải bại hoại thôi. Đầu xanh chưa mấy lúc, tóc bạc đã sớm điểm xương. Ngày vui vừa đến thì ngày điếu cũng đi theo. Một bao báo mũ nhiều năm khổ luyến ân tình, bảy thước hình hài buông lòng tham mê tài bảo. Thở ra khó mong được khích vào, ngày nay không bảo đảm ngày mai. Sông yêu chìm nổi lúc nào thôi, nhà lửa đốt thiêu bao giờ tắt. Qua những lời nhắc nhở của Ngài, chúng ta thấy công danh phú quý chỉ là tạm bợ hư ảo. Ngồi trên địa vị ông vua có chức vị nào hơn, mà Ngài vẫn coi nó như trò chơi, như mộng ảo. Đầu xanh chưa mấy lúc, tóc bạc đã sớm điểm xương. Quý vị rời trên đầu xem có điểm xương chưa? Chẳng những điểm xương mà nó muốn thành thúng bông nữa. Mới ngày nào đó mình còn trẻ, ngày nay đã già rồi. Nhớ lại khác nào giấc mộng, có gì quan trọng? Ngày vui vừa đến thì ngày điếu cũng đi theo, nghĩa là ngày sanh thì vui mừng nên gọi là mừng sinh nhật. Nhưng thời gian sau ngày chết sẽ đến, người ta đi điếu. Bởi có sanh thì có tử. Một bao máu mủ nhiều năm khổ luyến ân tình, thân này chỉ là một đẩy da chứa đầy máu mủ thịt xương. Vậy mà cứ thương cứ ghét nên nhiều năm phải chịu khổ sở. Bảy thước hình hài buông lòng tham mê tài bảo, mang thân bảy thước mà cứ đắm mê tiền của không dừng. Bảy thước đây là bảy thước xưa. Thở ra khó mong được hít vào, ngày nay không bảo đảm ngày mai. Nhà vua mà thấy như vậy thì thật là phi thường. Sông yêu chìm nổi lúc nào thôi, nhà lửa đốt thiêu bao giờ tắt. Chúng ta cứ chìm đắm trong sông yêu và nhà lửa, cứ theo đuổi nhau trong đau khổ không biết chừng nào ra khỏi. Vì vậy Ngài chỉ ra lẽ thật, muốn cho mọi người đều thấy đều biết, để rồi chúng ta thoát khỏi những nỗi khổ đó. Như vậy người tu muốn ra khỏi dòng luân hồi sinh tử phải làm sao? Phải phá chấp thân thật, phá chấp tâm suy nghĩ là tâm mình thật. Khi thấy thân không thật, tâm không thật thì bớt dính với ngoại cảnh, lúc đó tâm mới yên. Tâm yên rồi thì trí tuệ sáng, đó là đi tới giác ngộ. Thế nên giác ngộ không phải là chuyện ở đâu, mà là chuyện sẵn nơi mình. Tâm ta giác, đó là giác ngộ. Tâm ta mê, đó là chúng sanh. Nếu ngay trong cõi đời này chúng ta nhận ra được cái thật của mình thì không còn lầm các pháp ở thế gian nữa. Nhờ thế sống tự tại, ra đi cũng an lành, không sợ sệt gì cả.
Còn không nhận được như vậy, khi mất thân sẽ hoảng hốt, không biết ra sao. Đó là cái khổ đau triền miên của con người. Vì vậy tu là để giác ngộ, để đi tới chỗ cuối cùng là giải thoát sanh tử, an vui vĩnh viễn, chứ không phải chỉ tìm nguồn an vui lâu dài trong sanh diệt mà thôi. Ông thiện ông ác. Làng Hồng, Pháp, 1994. Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu sơ lược với quý vị một vài lối nhìn của Phật giáo Việt Nam qua kinh điển Phật dạy. Nếu nhận định chính chắn, chúng ta sẽ thấy Phật giáo Việt Nam có những ưu điểm đáng cho mình học tập và ứng dụng theo. Những ngôi chùa cổ ở Việt Nam, từ ngoài cổng đi vào, chúng ta nhìn bên phải thấy tượng một vị rất hiền hòa, dân gian gọi đó là ông thiện. Bên trái tượng một vị rất dữ dằn, dân gian gọi đó là ông ác. Nhiều người thắc mắc chùa là nơi hướng dẫn Phật tử trở về con đường lành. Thờ ông thiện đủ rồi, tại sao lại thờ ông ác? Nhưng với cái nhìn của chúng tôi, bản ý của chư tổ qua hai hình tượng ông thiện, ông ác mang một ý nghĩa thâm trầm, cao siêu hơn. Bởi vì lòng từ bi trong nhà Phật lúc nào cũng muốn đem lại sự an vui lợi lạc cho tất cả chúng sanh, nhưng vì trình độ chúng sanh không giống nhau nên các phương tiện hóa độ của chư Phật, Bồ Tát cũng khác nhau. Có người dùng lời hiền hòa, cử chỉ thương yêu chỉ dạy họ, liền cảm mến nghe theo. Có người ngang bướng dùng lời hiền hòa, nói họ không chịu nghe. Buộc lòng phải có thái độ dường như ác dữ mới chuyển họ được. Người dùng lời hiền hòa chỉ bảo dạy dỗ chúng ta, nhà Phật gọi là thiện hữu tri thức. Ngược lại, những người rầy rà mắng chửi chúng ta, nhà Phật gọi là ác tri thức. Nghe nói ác là mình không ưa. Điều này hầu hết Phật tử đều nhìn nhận như vậy. Nhưng nhà Phật không nghĩ thế. Bởi vì với người tu, nhất là tu Phật, chúng ta không nên nhìn một mặt, mà phải nhìn thấu suốt toàn diện. Khi gặp khó khăn, những lúc thối chí, chúng ta phải nhờ thiện hữu tri thức hiền lành, an ủi nhắc nhở, mới cố gắng vươn lên được. Nhưng khi tu hành an ổn, tự thấy như mình đạt đạo tới nơi, thì tâm sanh kiêu mạn tự hào. Trong trường hợp này, nếu không có cơ hội cảnh tỉnh, thì chúng ta rất khó thức tỉnh, cho nên phải có ác tri thức thử thách để hỗ trợ. Ví dụ như chúng ta nguyện tu hành nhẫn nhục, nếu ai cũng quý kính, tán thưởng, thì mình thấy như thành công tới nơi rồi. Nhưng thật tình, không có gì để làm bằng chứng rằng ta đã thực hành hạnh nhẫn nhục. Hôm nào bất thần có người đến chửi mắng, lúc đó mình ra sao? Chắc ta nghĩ người chửi mắng kia là kẻ ác muốn phá hoại sự tu hành của mình. Nghĩ như vậy là nhìn có một mặt. Chính cơ hội bị chửi mắng, chúng ta mới thấy mình còn nóng giận, bực tức không? Bị chửi mắng mà còn nóng giận, bực tức thì hạnh nhẫn nhục chưa thực hành được. Nếu người yếu hèn, nhút nhát bị chửi mắng dễ thối lui, còn người thấy rõ kẻ chửi mắng là ác tri thức, là người cảnh tỉnh để ta đừng mắc bệnh tự mãn. Nhờ chửi mắng nên mình thấy được mình, nếu còn dở thì cố gắng tu thêm. Nếu an nhẫn được trước sự chửi mắng, lòng vẫn thản nhiên tự tại, thì mừng hạnh nhẫn nhục đã thành công. Như vậy người chửi mắng là ông giám khảo của chúng ta, nhờ ông mà ta biết mình đậu hay rớt. Thế thì đó là người ân hay là kẻ oán? Người chửi mắng cho mình tiến lên, đạt được sở nguyện tu hành là người ân, chứ đâu phải kẻ oán. Một bên an ủi dỗ về khích lệ chúng ta tiến tu, một bên chửi mắng làm nhục mình mà ta vẫn tự tại. Hai người đó khác nhau không?
tuy hai hành động khác nhau, nhưng kết quả đều đưa chúng ta đi lên chứ không phải dìm xuống. Trừ người chưa biết tu hoặc tu dối dối thì gặp cơ hội đó nổi sân lên oán hờn người ta. Chứ thật ra cả hai đều là ân nhân thành tựu đạo nghiệp cho mình cả. Chúng ta tu phải có đủ hai mặt. Có khi được người khuyên lơn dỗ về để khích lệ mình tiến lên trong lúc yếu đuối, nhưng cũng có khi nhờ người mạnh bạo dám chửi mắng, dám dùng những thủ đoạn ác để cử trừ bệnh ngã mạn, giúp chúng ta tiến lên. Cho nên cả hai người đều là bạn thân của chúng ta. Nhìn như thế mới hợp với đạo lý Phật dạy. Chúng ta thường có bệnh phân biệt đây là người thân, kia là kẻ thù. Đã có thân có thù, tức có thương có ghét, phiền não từ đó mà phát sanh. Bây giờ phải sửa lại. Người giúp mình thân đành rồi, người phá hoại cũng thấy là người thân luôn. Được vậy đâu có thù ghét ai, đâu có phiền não dấy khởi. Thế nên ông thiện là biểu trưng cho hạnh từ bi thuận, phù hợp với việc lành. Còn ông ác là biểu trưng cho hạnh từ bi nghịch, phù hợp với hạnh dữ. Nếu hiểu được vậy, quý Phật tử tu hành sẽ tiến nhanh, không thấy gì trở ngại hết. Còn không hiểu thế, tu một lúc dễ thối tâm. Bởi vì trên đường tu không phải lúc nào cũng gặp việc như ý. Nhiều người không hiểu cứ than với chúng tôi, tại sao tu mà vẫn bị phá phách? Vì cho rằng phá phách là làm trở ngại sự tu hành của mình. Phật tử cứ nghĩ một bề, tu là ai cũng thương, cũng quý kính mình hết, đó là sai lầm. Chúng ta tu trong nhà Phật, dùng từ chuyên môn là khai chiến với ma quân. Do khai chiến nên bao nhiêu hiểm nguy dồn tới mình để làm gì? Để thấy ta là chiến sĩ thắng trận hay bại trận. Nếu không có những thử thách đó, chắc rằng trên đường tu không ai là người xứng đáng hết. Vô chùa gặp việc gì cũng hay cũng tốt, lâu ngày mình mắc bệnh tự cao ngã mạn không hay. Cho nên những cái khó, những trở ngại là cơ hội tốt để chúng ta tiến tu. Như ở ngoài xã hội có cơ quan từ thiện, cũng có cơ quan cảnh sát. Thường thường nghe cơ quan từ thiện chúng ta có cảm tình, nhưng nghe cơ quan cảnh sát chúng ta hơi khó chịu. Song thử hỏi lại, từ thiện và cảnh sát cứu kính thế nào? Một bên giúp người khổ nạn để họ được an vui, một bên gìn giữ trật tự an ninh cho dân chúng sống bình yên. Cả hai đều có chung một mục đích là giúp cho mọi người sống an ổn. Thế thì ta đều phải quý, phải thương hết hai bên mới phải. Tại sao một bên thương, một bên không thích? Rõ ràng đó là quan niệm sai lầm. Trong kinh Phật thường dạy, người tu phải bỏ hai bên, đừng oán, đừng thân. Tức kẻ oán đừng chứa chấp trong lòng, người thân đừng trói buộc thêm. Muốn bỏ, hai bên phải có lối nhìn như chúng tôi đã nói. Người thân là ông thiện, người oán là ông ác. Ông thiện, ông ác đều là người giúp cho mình tiến lên. Nên cả hai đều bình đẳng đối với sự tu tiến của chúng ta. Bên nào cũng đưa mình lên, chứ không bên nào muốn hạ mình xuống. Nếu có xuống là tại vì chúng ta còn yếu đuối thôi. Nói người ta làm khó tôi tu không được, điều đó sai lầm. Chỉ nên nói vì tôi yếu đuối nên gặp cảnh khó tôi thối lui. Lỗi ở mình chứ không phải lỗi ở cảnh. Đa số chúng ta hay đổ thừa ngoại cảnh mà ít nhận lỗi nơi mình. Bây giờ nên tập nhìn khó và dễ, thiện và ác đối với chúng ta đều là cơ hội tốt. Nhìn tường tận như vậy thì trên đường tu không có gì cản trở mình được. Chắc chắn chúng ta sẽ tiến và tiến mãi. Tinh thần này trong kinh Pháp Hoa, Phật đã nói rõ qua phẩm Đề Bà Đạt Đa. Đức Phật tuyên bố Đề Bà Đạt Đa đã từng hại Ngài nhiều đời nhiều kiếp, nhờ thế nên Ngài mới chống thành Phật quả. Cho nên Đề Bà Đạt Đa chính là người ân, là nghịch hạnh tri thức bậc nhất tác thành đạo nghiệp cho Thế Tôn. Do hiểu đạo lý, chúng ta nhìn người ngăn trở gây khó khăn cho mình là ân nhân cỡ lớn, chứ không phải ân nhân thường. Vì người hiền lành không dám chửi ai,
sợ mang tội. Chỉ có người dám chịu tội chửi ta, để thử xem mình vươn lên được không, đó mới là tri thức cỡ lớn, là bậc Bồ Tát hy sinh vì chúng sanh. Người an ủi khuyến khích chúng ta tiến lên thì dễ quá, có phước chứ đâu sợ tội. Còn vì lợi cho người mà dám gánh tội vì mình mới có công đức lớn. Chúng ta phải bái phục họ chứ không nên giận hờn. Đó là Phật tử nhìn đủ cả hai mặt, không nhìn phiến diện. Đây là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, Phật giáo luôn luôn dạy chúng ta phải biết tất cả chúng sanh đều có tánh Phật. Ai cũng có tánh Phật nên ai cũng có khả năng thành Phật. Kinh Pháp Hoa đã nói rất rõ về điều này. Trong phẩm Bồ Tát Thường Bất Khinh, Phật bảo Bồ Tát Thường Bất Khinh đi đâu, gặp ai cũng chắp tay lễ bái, nói: tôi không dám khinh các ngài, vì các ngài đều sẽ thành Phật. Như vậy ngài có tu, có làm lợi ích gì cho ai chưa? Chúng ta có bệnh, khi nói đến Phật thì nghĩ ngài là bậc cao cả tuyệt vời, mình không bao giờ giới tới. Do tự ti mặc cảm như thế nên chỉ mơ ước mình tu mai kia được làm tôi tớ của Phật là phước lắm rồi, chứ mong chi làm Phật. Bồ Tát Thường Bất Khinh muốn phá tâm tự ti mặc cảm đó, nên ngài luôn chắp tay bái chúng ta: tôi không dám khinh các ngài, vì các ngài đều sẽ thành Phật. Đó là ngài trao cho chúng ta một niềm tin rằng mình có khả năng làm Phật. Tại sao chúng ta tin như vậy? Bởi vì Đức Phật Thích Ca cũng là một con người. Ngài sống trong hoàng cung, cũng có vợ có con, chứ đâu phải là ông thánh từ trên trời rơi xuống. Nhờ nỗ lực tu ngài thành Phật. Chúng ta cũng là con người, nếu nỗ lực tu chúng ta cũng sẽ thành Phật, không nghi. Tất cả chúng ta đều có khả năng như ngài, nhưng tại ta mặc cảm nên cứ thấy ngài ở trên mây xanh, còn mình thì ở dưới đất. Giờ đây chúng ta thấy rõ mình có khả năng thành Phật, nên cố gắng tu để đạt kết quả như nhau. Chỉ khi không cố gắng, không chịu tu, chúng ta mới xa Phật thôi. Một khi nhìn ra ai cũng có khả năng thành Phật, thì không chỉ giới xuất gia mới có khả năng thành Phật, mà kể cả hàng cư sĩ tại gia cũng có khả năng thành Phật. Không chỉ trong phạm vi người tu theo Phật mới có khả năng thành Phật, mà người không tu theo Phật cũng có khả năng thành Phật. Nên nói cái nhìn của đạo Phật không phân biệt tôn giáo, không phân biệt màu da, chủng tộc, tất cả mọi người, ai cũng có thể thành Phật nếu biết tu. Nhìn thấy ai cũng có khả năng thành Phật là Phật nhân, tu hành tới cứu kính viên mãn là thành Phật quả. Ví dụ, chúng ta đã sẵn có trong túi hạt bắp tốt, giờ đây muốn có cây bắp, quả bắp thì chịu khó gieo hột trồng. Nếu có trồng, có chăm sóc thì cây bắp sẽ vươn lên cho hoa cho trái. Chỉ người lười biếng không chịu trồng, có hạt giống mà để đó thì không bao giờ đạt được kết quả. Cũng thế, Phật tánh sẵn có trong mọi người, nhưng nếu ai chịu khó vén những lớp vô minh phiền não, phá hết các bệnh tự cao ngã mạn mới có thể thành tựu Phật quả. Còn người biết mình có khả năng thành Phật nhưng không phá trừ phiền não, tự cao tự đại thì có Phật nhân mà không được Phật quả, nên vẫn khổ như bao nhiêu chúng sanh khác. Lẽ thật như thế, chứ không ai cao hơn ai cả. Tôi thường ví dụ như cha mẹ giàu có nhiều hòn ngọc quý như nhau. Trong gia đình năm ba anh em, khi cha mẹ gần mất mới đem ngọc quý đó chia mỗi đứa một viên. Người anh cả biết đem bán ra xài thì sẽ giàu có sang trọng. Nhưng mấy người em mãi lo việc học hành hay việc này việc nọ, họ cất kỹ viên ngọc và quên luôn. Người anh cả nhà cửa sang trọng, thấy mấy đứa em nhà cửa xấu xí, nhưng có dám khinh không? Tuy hình thức hiện tại thấy mình hơn các em, nhưng thật ra của báo bên trong chúng nó cũng như mình, do đó đâu dám khinh. Hiểu như vậy, tất cả chúng ta dù tu trước hay tu sau đều biết ai cũng có thể thành Phật, cho nên không bao giờ nghĩ
ta tu cao, người kia tu thấp, hoặc ta biết tu, người kia không biết tu. Người có củ quý mà biết dùng thì được sang trọng. Người có củ quý nhưng quên lãng, không biết dùng thì tạm thời nghèo khổ, chứ thật sự không phải nghèo. Trách nhiệm của chúng ta là nhắc nhở, đánh thức nhau, lấy của báo ra dùng. Tình thương cứu giúp như vậy, nhà Phật gọi là lòng từ bi. Cho nên từ bi trong đạo Phật là làm sao mọi người có củ quý đều biết dùng, để cùng được sung sướng như nhau. Vì có tình thương đó nên đạo Phật không cho phép chúng ta ngồi ngó lơ ai khổ mặc họ, không thèm biết tới. Sống như vậy thì ích kỷ quá. Các chùa Việt Nam đa số đều khuyên Phật tử nên tụng kinh Pháp Hoa, có khi tụng cả tuần lễ. Đó là vì kinh Pháp Hoa rất quan trọng, rất cần thiết. Quý thầy cô muốn tất cả Phật tử ai cũng đều hiểu, đều sống đúng với tinh thần ấy. Song rất tiếc, có những người tụng mà không ứng dụng. Nếu biết học theo gương của Bồ Tát Thường Bất Khinh, chúng ta sẽ tiến được nhiều ít. Bệnh lớn của con người là tự cao ngã mạn, thấy ai hơn mình thì đâm ra bực tức đố kỵ, thấy ai thua mình thì khinh rẻ. Ai ở cho vừa lòng mình, cứ nghĩ ai hơn là lấn lướt mình, ai thua là hèn hạ hơn mình, mà không ngờ mình và mọi người đều có khả năng thành Phật như nhau. Hơn thua chẳng qua là nghiệp tập thôi. Ví dụ, người có phương tiện đi học có cấp bằng này, cấp bằng nọ. Còn người không có phương tiện, không được đi học nên quê dốt. Người quê dốt và người học cao có khác ở sự quân tập. Quân tập hay thì trở thành hay, quân tập dở thì trở thành dở. Quân tập là cái mới chứ không phải cái sẵn. Cái sẵn thì ai cũng như nhau, cho nên không có cao thấp. Chúng ta nhìn trên mặt quân tập sai biệt mà không nhìn ngay cội nguồn căn bản, để thấy ai cũng có khả năng giác ngộ. Nhìn như thế mới không dám khinh miệt ai hết. Người có tâm đố kỵ là do nhìn trên nghiệp tướng sai biệt mà không nhận ra bản tánh bình đẳng của muôn loài. Hiểu thế rồi, chúng ta phải làm sao có cái nhìn thấu suốt rõ ràng rằng ai cũng có tánh Phật. Đã có tánh Phật thì mọi người đều có khả năng thành Phật. Quả vị Phật không chỉ dành riêng cho mình, còn người khác không có. Ai cũng có quyền làm Phật hết. Người hiểu đạo đi trước, nhắc người đi sau, để cùng nhau nhận ra tánh Phật bình đẳng ấy. Không ai khinh khi ai. Được vậy, Đức Khiêm Tốn sẽ đến với mình, chấp ngã dần dần tiêu mất. Chỉ cần hai cái nhìn. Thứ nhất là không có thân và thù. Kẻ thân người thù chẳng qua là phương tiện giúp chúng ta tiến tu thôi. Ai cũng được xem như ân nhân của mình hết. Đã là ân nhân thì không có chuyện thương người này ghét người kia. Ta đều thương mến mọi người như nhau, tình thương đó mới bình đẳng, mới gọi là từ bi chứ. Cái nhìn thứ hai là ai cũng có khả năng thành Phật, do đó ta không dám khi người này, đố kỵ người kia. Chúng ta sống trong tinh thần bao dung hòa hợp, khiêm tốn, cung kính mọi người. Cho nên Bồ Tát Thường Bất Khinh suốt đời chỉ làm một việc, gặp ai Ngài cũng bái, nói: tôi không dám khinh các Ngài, vì các Ngài đều sẽ thành Phật. Mới nghe qua, chúng ta thấy như Ngài không đem lợi lạc gì cho ai. Nhưng Đức Phật Thích Ca đã nói, Bồ Tát Thường Bất Khinh ngày xưa là tiền thân của Ngài. Do tu hạnh ban rải niềm tin đến cho mọi người, giúp họ nhận ra mình có khả năng thành Phật, mà Ngài được thành Phật hiệu Thích Ca. Chúng ta thấy nhân dường như quá đơn giản mà quả to lớn vô cùng. Đó là hai cái nhìn tốt đẹp trong tinh thần Phật giáo Việt Nam nói riêng, cũng như tinh thần Phật giáo nói chung. Đến cái nhìn thứ ba là cái nhìn của thiền sư. Ở Việt Nam có phái thiền Trúc Lâm Yên Tử. Sơ tổ là một ông vua đi tu, tức vua Trần Nhân Tông. Ngài xuất gia tu hành ngộ đạo, sau đó lập ra hệ phái thiền Trúc Lâm Yên Tử.
Sau này, Ngài được tôn là Sơ Tổ Trúc Lâm. Chúng tôi thành lập thiền viện, cũng để tên thiền viện Trúc Lâm là muốn nói lên tinh thần của Thiền Tông Việt Nam. Thế thì Thiền Tông Việt Nam có những điểm gì đáng cho chúng ta phải lưu tâm? Ở đây, tôi nói qua một nét nhỏ thôi, vì không đủ thời gian nói nhiều. Quý vị nào có đọc bài Phú Cư Trần Lạc Đạo bằng văn nôm của vua Trần Nhân Tông sẽ nhớ phần kết thúc Ngài viết bốn câu kệ bằng chữ Hán thế này: Cư Trần Lạc Đạo thả tùy duyên, cơ tắc sang hề khốn tắc miên, gia trung hữu bảo hưu tầm mít, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Dịch: ở đời vui đạo hãy tùy duyên, đói đến thì ăn mệt ngủ liền, trong nhà có báo thôi tìm kiếm, đối cảnh không tâm chớ hỏi thiền. Chỉ bốn câu thôi mà ý nghĩa thật tuyệt diệu. Ở đời vui đạo hãy tùy duyên là sống giữa cõi trần tục, tức ngay giữa lòng đời, chúng ta vẫn vui với đạo. Làm sao để được vui? Ngài dạy phải khéo tùy duyên. Tùy duyên thế nào? Đói đến thì ăn, mệt ngủ liền. Dễ quá phải không? Ai cũng bằng lòng như thế. Nhưng thưa, đừng hiểu lầm chỗ này. Ai không đói ăn mệt ngủ? Nhưng bốn chữ đói ăn mệt ngủ này mang tính chất cụ thể của ý nghĩa tùy duyên. Cụ thể thế nào? Bởi vì tùy duyên là khi nhu cầu đến, chúng ta giải quyết ngay nhu cầu đó, đừng băn khoăn, đừng lo liệu, đừng sợ hãi. Đói ăn, mệt ngủ tức là những nhu cầu trong sinh hoạt bình thường của chúng ta, tùy theo hoàn cảnh mà mình giải quyết, đừng tính toán băn khoăn hay trông đợi gì cả. Đó là tùy duyên. Nếu chúng ta băn khoăn, tính toán, lo sợ, vân vân trước hoàn cảnh hiện tại, cứ do dự mãi nên không giải quyết được gì cả, đó là chưa biết tùy duyên. Nghĩa là khi nào có sự việc xảy đến, chúng ta cứ ngay đó giải quyết, không nghĩ đây là việc to rồi hồi hộp sợ hãi, không nói đây là lợi tâm sanh vui mừng, hoặc đây là hại nên bực bội tức tối. Tùy duyên giải quyết. Việc gì đến thì làm một cách an nhàn tự tại, đó là sống tùy duyên. Còn giải quyết bằng cách cao có bực bội là chưa biết tùy duyên. Muốn sống giữa cõi đời mà vẫn vui với đạo thì phải biết ý nghĩa tùy duyên ấy. Nếu gặp việc thuận thì mừng, việc nghịch thì giận là chưa tùy duyên. Người như thế không thể tìm nguồn vui của đạo ở trong lòng cuộc đời. Hai câu này đã nói lên một pháp tu rồi, tu cả đời cũng chưa xong nữa. Làm sao trong cuộc sống này mọi việc xảy ra đều được như ý chúng ta hết? Phần nhiều sự việc như ý ít mà việc bất như ý thì nhiều. Nếu mình không biết tùy duyên, gặp việc bất như ý buồn khổ 5-7 ngày. Như vậy một đời người chúng ta lăn lộn trong cõi trần chịu khổ đến bao nhiêu, làm sao vui với đạo được? Nhờ biết tùy duyên, sự việc đến chúng ta bình thản giải quyết, không lo lắng sợ sệt. Cũng như khi đói gặp cơm thì ăn, có gì ăn nấy, không đòi hỏi món này món nọ, không chê khen ngon dở. Khi mệt nằm xuống liền ngủ, không nghĩ xa nghĩ gần, không toan tính việc gì cả. Người sống như vậy là tùy duyên. Chứ đừng nghĩ tùy duyên đói ăn mệt ngủ, rồi đói lúc nào lôi cơm ăn lúc ấy, mệt lúc nào nằm y ra ngủ lúc đó, không biết giờ khắc tu hành gì hết thì không được. Hiểu như thế, chúng ta mới thấy tinh thần tu của Sơ Tổ Trúc Lâm. Trong nhà có báo thôi tìm kiếm, Ngài thấy rõ nơi con người chúng ta có hòn ngọc quý sẵn bên trong, nên bảo mình đừng chạy tìm kiếm ở đâu cho nhọc. Chúng ta đã có ngọc, ngọc đó là tánh giác, là Phật. Như vậy, muốn tìm Phật đâu cần phải leo lên non hay lặn xuống biển, chỉ ngay đưa mình xoay đầu nhìn lại là có Phật thôi. Chúng ta khéo, đừng để những phiền não ô nhiễm che lấp tánh giác sẵn có.
lặng hết phiền não ô nhiễm thì ông Phật của mình hiện tiền. Cho nên nhiều người tới chùa thấy thờ các vị A-la-hán, có vị Phật ngực ra, bên trong có hình Phật ngồi. Đó là để chỉ ông Phật sẵn đi rồi, chỉ cần dạch hết phiền não nhấp nhúa sang một bên thì Phật hiện ra ngay, không khó khăn gì hết. Đến câu chót là câu rất chí thiết. Trong nhà thiền, đối cảnh không tâm chớ hỏi thiền. Đối cảnh tức là mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, vân vân. Khi sắc đẹp đến, mắt vẫn thấy mà không có tâm muốn được, không dính mắt ở sắc đẹp. Tai nghe tiếng biết rõ mà không có tâm khen chê. Mũi ngửi mùi phân biệt rõ ràng thơm hôi, nhưng không vì hôi mà bực, không vì thơm mà nhiễm. Lưỡi nếm vị có ngon dở, nhưng không vì ngon mà đòi thêm, không vì dở mà chán bực. Tóm lại, đối với sáu trần chúng ta, không có niệm đuổi theo, không có niệm dính mắc, ngay đó là thiền rồi, khỏi cần hỏi ai hết, rất đơn giản. Thiền rất đơn giản, nhưng tại chúng ta không chịu giản đơn, thành ra cứ nắm, cứ dính hoài. Đừng thèm dính thì đơn giản vô cùng. Nên biết thiền không phải cái gì quyền bí xa xôi. Chỉ cần đừng đuổi theo, đừng dính mắc với năm trần bên ngoài. Người không dính mắc với năm trần có tự tại, có an lạc không? Tự nhiên là tự tại, là an lạc. Còn người đuổi theo, dính mắc với năm trần thì dĩ nhiên là bị nó trói buộc lôi đi. Điều đó quá rõ ràng. Chúng ta đã biết hết rồi, chỉ không ứng dụng tu nên chưa được an lạc, chưa được tự tại thôi. Như vậy, thiền của Đạo Phật dạy cho chúng ta, đừng dính mắc với năm trần bên ngoài và pháp trần bên trong, nói chung là sáu trần. Đừng dính với sáu thứ đó thì tự tại an nhàn. Quý vị kiểm nghiệm lại xem, những sai lầm của mình từ trước đến giờ, có phải do ta không sống đúng với tinh thần Phật dạy không? Nếu chúng ta ứng dụng hai câu trên, tùy duyên sống trong cõi đời mà vui với đạo, thì cuộc sống rất thông dong tự tại. Thấy rõ nơi mình có của báo rồi, khỏi đi hỏi ai, khỏi tìm cầu nơi nào khác. Ta tự an ổn bằng cách làm cho hòn ngọc quý của mình hiện ra. Người đời khổ vì mắt thấy sắc cho là đẹp, muốn được gì mình, không được thì buồn. Tai nghe tiếng hay, muốn tiếng đó tiếp tục mãi, không được cũng buồn. Lưỡi thích vị ngon nên đưa vị dở vô cũng buồn. Chúng ta cứ đuổi theo, đòi hỏi năm trần thành ra khổ. Nếu mình không dính mắc gì hết, không có niệm đuổi theo nó, thì cứ đói ăn, mệt ngủ, không ngại chi cả. Tu tức là tìm nguồn an lạc trong tâm, chứ không phải có nhiều tiền, nhiều của. Chỉ không dính mắc bên ngoài là tâm an lạc. Cho nên, đối với cái nhìn của Phật giáo Việt Nam, việc tu rất đơn giản. Nếu chúng ta khéo ứng dụng, chỉ bốn câu kệ của Sơ Tổ Trúc Lâm đời mình cũng đã thảnh thơi rồi. Tôi xin nhấn mạnh, phải khéo ứng dụng, chứ không phải học thuộc lòng bốn câu kệ đó mà thông dong tự tại. Việc ngừng đuổi theo năm trần là việc làm của chúng ta, không phải của Phật. Tổ hay thầy mình, dính cũng mình, không dính cũng mình, ai cũng có quyền làm việc đó hết, chỉ chịu làm hay không chịu làm thôi. Hiểu vậy mới thấy Đạo Phật rất gần với chúng ta, nhưng vì mình không thức tỉnh nên thấy như cách xa. Ai cũng có khả năng thành Phật, dù ngày nay người đó chưa tu còn nhiều nghiệp ác, nhưng ngày mai thức tỉnh họ tu thì cũng tốt. Còn chúng ta đang tu, nhưng nếu ngày mai thối tâm thì cũng thành người xấu như thường. Bởi vậy trong nhà thiền có kể câu chuyện: ngày xưa anh chàng làm hàng thịt nọ, buôn bán mấy chục năm ngoài chợ. Bất thần hôm đó anh thức tỉnh, bỏ nghề hàng thịt, xuất gia tu hành. Khi xuất gia rồi, sáng sờ đầu bỗng có tỉnh. Anh làm bài kệ: tạc nhật dạ xoa tâm, kim triêu Bồ Tát diện, dạ xoa giữ Bồ Tát, bất cách nhất điều tuyến. Dịch: hôm qua tâm dạ xoa,
ngày nay mặt Bồ Tát, Dạ Xoa cũng Bồ Tát, không cách nhau đường tơ. Mới hôm qua, làm người hàng thịt là tâm quỷ Dạ Xoa, nhưng khi thức tỉnh, cạo đầu tu, thì bữa nay nhìn ra mặt Bồ Tát. Như vậy, Bồ Tát và quỷ Dạ Xoa cách nhau bao xa? Không cách một đường tơ, gần bên nhau, chứ không xa chút nào hết. Hiểu như vậy, chúng ta thấy trên đường tu ai cũng có phần. Dù người đó đang lao đao lận đận trong cảnh tội lỗi, nhưng khi họ thức tỉnh rồi cũng sẽ thành Bồ Tát. Do đó, ta không dám khinh khi ai, phải học theo hạnh Bồ Tát thường bất khinh. Gặp mọi người đều lễ bái, nói: tôi không dám khinh các ngài, vì các ngài đều sẽ thành Phật. Nếu chúng ta biết tu vẫn dụng đúng theo lối của Phật Tổ dạy, chắc rằng con đường giải thoát không xa. Chỉ không khéo ứng dụng tu mới thấy con đường giải thoát cách xa trời vực. Hôm nay tôi chỉ giới thiệu đơn giản một vài nét của Phật giáo Việt Nam cho quý vị nhớ ứng dụng tu, để Phật tử đừng hiểu lầm Phật giáo Việt Nam chuyên đi cúng, đi lễ bái hoài. Phật giáo Việt Nam có những ưu điểm hay lắm, nhưng tại chúng ta ứng dụng, thực hành chưa đúng. Mong tất cả hiểu và ứng dụng tu theo những gì tổ tiên mình đã chỉ dạy. Được vậy, lợi ích thiết thực nhất định sẽ đến với chúng ta. 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 Chúng ta.